Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 123. Ngươi là ai? Diệp Bắc Minh kinh hãi, da đầu tê dại. Giọng nói trong quan tài không thể phân biệt được là nam hay nữ, nhưng lại khiến người ta có cảm giác hoảng sợ trong lòng. Ta là ai? Giọng nói trong quan tài dường như đang tự hỏi, sửng sốt một hồi mới phun ra một câu, ta là đế. Đế? Diệp Bắc Minh cau mày, đế là cái gì? Sự tồn tại trong quan tài hừ lạnh một tiếng, đế chính là đế. Là sự tồn tại tối cao giữa trời đất này. Trường sinh bất tử. Vĩnh cửu vĩnh hằng. Diệp Bắc Minh có chút khó tin, nếu ngươi đã bất tử bất diệt, tại sao lại ở chỗ này? Còn bị người khác đóng vào quan tài, theo lý mà nói, người nằm trong quan tài không phải đã chết rồi sao? Sự tồn tại tự xưng là, đế kia lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Thật lâu sau mới thở dài một hơi, đã lâu quá rồi, bổn đế không nhớ rõ nữa. Bổn đế chỉ nhớ, lúc mới sáng thế, trên thế giới này căn bản không có mấy người. Ta là một trong số đó, sau đó, người càng lúc càng nhiều, mấy người đầu tiên quá mạnh mẽ, sở hữu tài nguyên tốt nhất. Những người sau này không đồng ý, có một vài vị đế ngã xuống. Nhưng đế bất tử bất diệt, bọn họ tách rời thi thể của đế. Ném chúng vào trong quan tài, cất giữ chúng vào trong các nhà tù khác nhau. Nghe được điều này, Diệp Bắc Minh lặng người. Tiểu Tháp à, không lẽ, đây chính là nguồn gốc của nhà tù số 7. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cũng ngập tràn nghi hoặc, nhóc con, có lẽ là vậy. Nếu không thì tại sao thế giới này lại được gọi là nhà tù số 7? Nếu đã có số 7 thì phía trước hẳn còn có nhà tù số 6, số 5, số 4. Diệp Bắc Minh lúc này suy ngẫm rất nhiều. Sau đó ánh mắt anh tối sầm lại, nói đi, ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Đế có chút bất ngờ, chàng trai, ngươi biết bổn đế muốn mình giúp đỡ sao? Diệp Bắc Minh rất tự tin, nếu không muốn ta giúp đỡ, ngươi sẽ không nói nhảm với ta nhiều như vậy. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Đế mỉm cười đáp, ngươi rất thông minh. Ngươi tới đây sẽ biết, bổn đế muốn ngươi làm cái gì? Giọng nói của đế truyền tới. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vội nhắc nhở, nhóc con, đừng nghe lời hắn, tên này tạo cho tôi một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ở đây sức mạnh của tôi có thể bảo vệ cậu. Nhưng tế đàn kia quá dị thường. Đặc biệt là chiếc quan tài đó, tôi hoàn toàn nhìn không ra nó được làm bằng chất liệu gì. Ngộ lỡ. Nghe xong lời giải thích này, lông mày của Diệp Bắc Minh lại nhíu chặt một chỗ. Ánh mắt anh vừa đảo liền liếc về phía đám người bị nước đen làm ô nhiễm, Nhược Tuyết còn ở đây, với tình trạng hiện tại của cô ấy, tôi cần sự giúp đỡ từ người tự xưng là, đế, này. Cho dù là núi đao biển lửa, tôi cũng phải xông vào. Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh không chút khách sáo tiến lên một bước. Nhảy tới bên cạnh tế đàn. Dòng nước đen lập tức lan tràn tới, mang theo một mùi mục nát gai mũi. Lại gần thêm chút nữa. Đế tiếp tục nói. Diệp Bắc Minh tới gần quan tài. Két, một tiếng, chiếc quan tài đen đột nhiên mở ra. Một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ ập tới, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trực tiếp bạo phát sức mạnh hình thành lên một bức tường chắn, ngăn chặn phần lớn uy lực. Ngay cả như vậy, không gian xung quanh vẫn ầm ầm sụp đổ. Diệp Bắc Minh mở to hai mắt, nhìn chằm chằm hết thảy mọi thứ trong quan tài, đây là. Không có xác chết kinh tởm như trong tưởng tượng. Cũng không phải cảnh tượng thê thảm khi thi thể bị chặt xé thành từng mảnh. Mà là một quan tài vô cùng sạch sẽ. Chỉ có một bàn tay ngọc ngà búp măng, đầu ngón tay thon dài, làn da mỏng manh trắng ngần, vừa nhìn chính là tay của phụ nữ. Cổ tay của bàn tay này đã bị gãy, máu tươi không ngừng trào ra từ đây. Sau khi ăn mòn quan tài đen, nó biến thành nước đen và chảy ra ngoài, làm ô nhiễm mọi thứ. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, mấy giọt máu thối giữa này vậy mà hóa thành nước đen. Có thể làm ô nhiễm mọi thứ. Ngươi rốt cuộc là ai? Bàn tay kia khẽ run, phát ra âm thanh, ta là đế. Diệp Bắc Minh hoài nghi, nguồn gốc của dòng nước đen vậy mà từ một bàn tay bị chặt đứt. Không lẽ ngươi thực sự là một vị đại đế tối cao, bị người ta phân xác? Một cánh tay bị đưa đến nhà tù số 7 này. Giọng nói vọng tới từ đế thủ, ta không biết, ngươi phải giúp ta tìm ra những mảnh thi thể khác. Diệp Bắc Minh đáp, vậy ta được ích lợi gì? Giúp bổn đế làm việc đã là vinh hạnh của ngươi rồi, còn muốn đòi quyền lợi. Đế thủ run lên liền bộc phát ra một luồng áp lực tối cao. Diệp Bắc Minh trực tiếp bắn ngược ra ngoài.
cho dù có Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cố gắng chống đỡ cũng không kìm được phun ra một ngụm máu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh đập mạnh lên trên vách hang động, lực mạnh đến mức cả người ghim chặt lên trên bề mặt rắn chắc. Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười tâu toét khiến máu tươi lại trào ra từ khóe miệng, ai lại nguyện ý làm chuyện không công cơ chứ? Một đòn này, người nhớ kỹ lấy một đòn này, ta sẽ để ngươi phải trả cả gốc lẫn lãi. Đế thủ lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Lần này tròn 15 phút trôi qua, giọng nói của cô ta mới lại vang lên, được. Bổn đế đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi giúp bổn đế tìm được những phần thi hài còn lại. Ngày bổn đế phục sinh, ngươi chính là người đầu tiên dưới quyền ta. Diệp Bắc Minh lắc đầu, đừng tán dóc vô ích nữa, bây giờ, lập tức, ta muốn nhìn thấy lợi ích đó. Đế thủ cười lạnh, chàng trai, ngươi rất tham lam. Bổn đế chỉ còn lại một tay, có thể cho ngươi thứ tốt gì? Nói tới đây, đế thủ khựng lại. Bất quá, nếu ngươi có can đảm, có thể thử hấp thu một giọt máu của ta xem sao. Dứt lời. Nơi nó đi qua, hư không sụt lún. Khi nó rơi xuống cách Diệp Bắc Minh còn 10 mét thì lơ lửng giữa không trung. Một luồng sức mạnh sinh mạng vô cùng thuần khiết lao tới. Tiểu tháp. Sao tôi cứ cảm thấy đây không phải là một giọt máu mà là một con rồng vô thượng vậy, ánh mắt Diệp Bắc Minh rực lửa. Sức mạnh ẩn chứa trong giọt máu này còn đáng sợ hơn thứ bên trong Diệp Bắc Minh gấp trăm lần. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nuốt nước bọt đáp, nhóc con. Cậu đúng là may mắn, cậu sắp phát tài rồi đó. Lực lượng ẩn chứa trong giọt máu này còn khủng khiếp hơn cả việc cậu nuốt chừng 1.000. Không, 10.000 tên cảnh giới thiên tôn. Diệp Bắc Minh há hốc miệng, khoa trương như vậy sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khẳng định chắc nịch, tất nhiên là vậy rồi, bàn tay này nhất định là một sự tồn tại tối thượng, thôi đừng quan tâm nữa. Cậu cứ hấp thụ giọt tinh huyết này trước đi. Nhớ kỹ, đừng nóng vội, làm từng bước một, tôi sợ thân thể cậu không chịu đựng nổi. Hai mắt Diệp Bắc Minh sáng rực, được. Sau đó anh khoanh chân ngồi xuống. Rồi vươn tay tóm lấy, từ trong giọt đế huyết đó rút ra một tia máu có kích thước chỉ bằng 1/10 sợi tóc. Một ngụm nuốt xuống. Diệp Bắc Minh chỉ cảm giác giống như biển cả đang cuộn dâng trong cơ thể mình vậy. Sức mạnh sinh mạng vô tận tràn về tứ chi cùng gân mạch xương cốt của anh. Phụt. Anh khạc ra một ngụm máu, cứ như vậy bị chấn động. Giây tiếp theo. Một cơn dông kèm sấm sét bỗng nhiên kéo tới trên đầu anh. Chỉ vừa hấp thụ đế huyết to bằng sợi tóc đã giúp anh trực tiếp đột phá tới cảnh giới đạo quân. Trời ạ. Diệp Bắc Minh nhiệt huyết sôi trào. Thật hung hãn, chỉ cần hấp thụ một giọt đế huyết, e rằng tôi sẽ thăng cấp liền mấy cảnh giới lớn mất. Ở thế giới bên ngoài, Tiêu Dung Phi cùng Tiêu Nhã Phi đã canh giữ suốt 3 ngày. Chị, đã 3 ngày trôi qua rồi, anh Diệp còn chưa quay trở lại nữa, Tiêu Nhã Phi lo âu nói. Tiêu Dung Phi nhíu chặt mày liễu, ánh mắt vẫn ghim chặt vào mặt nước đen kịt kia. Sau khi cân nhắc hồi lâu mới hít một hơi thật sâu. Nhã Phi, em ở lại đây. Chị đi tìm anh ấy. Chị điên rồi à? Tiêu Nhã Phi kinh hãi, một khi chị bị nước đen vấy bẩn. Cẩn thận, có người tới. Tiêu Dung Phi bịt chặt miệng của em gái, cấp tốc kéo cô ra xa, trốn vào phía sau một tảng đá. Một đám người mặc trang phục của Liên minh Thiên Đạo xuất hiện. Kẻ dẫn đầu không ai khác chính là La Vân Phong. Sau khi bị Diệp Bắc Minh đánh trọng thương, hắn đã triệu tập hơn chục tên cung phụng cảnh giới thiên tôn sơ kỳ của Liên minh Thiên Đạo tới, thề phải tìm ra bằng được Diệp Bắc Minh. Người đâu, tên tiểu xúc sinh đó đâu rồi? Mẹ kiếp, gương mặt La Vân Phong vặn vẹo đầy lửa giận. Thân là thiếu chủ của Liên minh Thiên Đạo, hắn chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy. Thiếu chủ, từ biểu hiện của thú khuyển nha, thì thằng nhãi đó rất có khả năng đã nhảy vào trong nước đen rồi, Mạc lão tay dắt một con ma thú cực kỳ xấu xí và hung dữ nói. La Vân Phong phẫn nộ mắng, mẹ nó, tên nhãi đó cũng bị nước đen nhiễm bẩn rồi sao? Chết tiệt, đúng là hời cho hắn. Lần sau nếu hắn xuất hiện trước mặt tôi, ông đây nhất định sẽ cắn nuốt hắn. Chúng ta đi. La Vân Phong ra lệnh, dẫn theo đám người của Liên minh Thiên Đạo quay người rời đi. Tiêu Nhã Phi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Gừ. Nhưng thú khuyển nha bỗng dưng gầm lên, hai chân trước không ngừng cào đất. Tựa như đã phát hiện ra gì đó mà nhìn chằm chằm vào một tảng đá cách đó không xa. Kẻ nào? Mạc lão hét lên, quyết đoán thả ra thú khuyển nha. Thú khuyển nha vọt ra giống như một thanh kiếm sắc bén, khóa chặt lấy hơi thở của hai chị em Tiêu Dung Phi, điên cuồng lao đến.
Nhã Phi, cẩn thận. Tiêu Dung Phi hét lên. Trường kiếm trong tay quét ngang, chém về phía bụng của thú khuyển nha. Đinh đang, một tiếng, hoa lửa bắn tung tóe. Da lông thú khuyển nha cứng chắc như sắt thép, căn bản không thể xuyên phá hàng phòng ngự của nó. Ngược lại Tiêu Dung Phi còn bị nó nhào tới ngã ngồi xuống đất, há chiếc mồm như chậu máu, tỏa ra mùi hôi thối cắn mạnh xuống. Dừng tay. Mạc lão quát một tiếng, người của Liên minh Thiên đạo liền tiến lên bao vây. Thiếu chủ, hai người phụ nữ này cùng một hội với tên nhãi đó, họ ở nơi này chứng tỏ hắn cũng ở gần đây thôi. Cùng lúc đó, tại lối vào của nhà tù số 7, hư không dấy lên một trận dao động. Hai ông lão bỗng nhiên xuất hiện, khi quét về phía tấm bia làm từ mẫu thạch hỗn độn bên cạnh, gương mặt già nua mang đậm nét nghiêm trọng lập tức biến sắc, hỏng rồi, phong ấn quả nhiên bị phá vỡ rồi. Côn Ngô Mật Phi tự ý rời bỏ chức vị, khiến phong ấn bị phá vỡ, rắc rối to rồi. Lỡ như thứ đó chạy ra ngoài phải làm sao? Nghe đến đây, hai ông lão liền nhắm mắt lại, thần hồn thuận theo dòng chảy của sông Mạc Uyên thăm dò ra ngoài. Một giây sau, hỏng rồi, là hơi thở của đế huyết, cô ta thực sự thoát ra ngoài rồi, hai ông lão vội thu lại thần hồn, giống như phát điên nhảy xuống sông Mạc Uyên, điên cuồng hướng về phía vực sâu trong nhà tù. Gần như cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh đã hấp thu hơn một nửa lượng đế huyết. Anh cũng đã liên tục đột phá hai cảnh giới lớn, thành công đạt tới đạo tổ. Nếu là trước đây điều này quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Không chỉ vậy, sau khi hấp thu đế huyết, sức mạnh của anh cũng tăng lên một cách điên cuồng. Trực tiếp đạt tới sức mạnh của 30 con rồng. Chàng trai, đừng hấp thu nữa. Giám ngục tới rồi, đế thủ nhẹ giọng kêu lên. Diệp Bắc Minh ngơ người, có ý gì? Ở ngoài lao ngục. Giọng nói của đế thủ nghiêm túc, không phải hơi thở thuộc về nhà ngục này. Một khi bọn họ phát giác ra bổn đế đã phá bỏ phong ấn, nhất định sẽ nghĩ biện pháp phong ấn ta lại lần nữa. Cho nên mọi thứ liên quan đến bổn đế đều sẽ bị xóa sạch. Người đã hấp thu máu tươi của bổn đế, vậy chắc chắn thoát không khỏi cái chết. Diệp Bắc Minh có chút bối rối, người bẫy ta. Đế thủ cười gằn, chẳng lẽ ngươi không đạt được lợi ích gì à? Nên nhớ cơ hội và nguy hiểm luôn song hành. Ngươi hẳn là đã nghĩ tới từ sớm, đừng lãng phí thời gian nữa. Mau đưa bổn đế rời khỏi đây, mau. Vừa dứt lời, đế thủ đã bay ra khỏi quan tài. Hướng về phía Diệp Bắc Minh, vậy mà đáp thẳng xuống vị trí trái tim anh. Dán chặt vào lồng ngực anh. Trong cơ thể ngươi có một luồng sức mạnh cực kỳ lớn mạnh, vừa hay có thể nuôi dưỡng, bổn đế. Đế thủ sẵn giọng, mau đi thôi. Diệp Bắc Minh cau mày, không đáp lại mà đi tới chỗ đám người bị nước đen ô nhiễm, hạ cánh xuống trước mặt Hạ Nhược Tuyết, Nhược Tuyết nhất định phải đi cùng ta. Sau đó ôm lấy Hạ Nhược Tuyết. Cô lúc này bất động như một tác phẩm điêu khắc. Mang cô ta theo quá phiền phức, trên người ngươi không phải còn có một không gian sao? Ném vào đó đi, đế thủ đề nghị. Diệp Bắc Minh nhíu mày, ngươi đang nói tới nghĩa địa hỗn độn. Không được, ta chỉ có thể đưa thần hồn vào trong đó thôi. Không thể làm thế với người sống được. Không có gì là không được cả. Đế thủ kiêu ngạo phun ra một câu, có thể nhìn ra cô ta đang thực sự rất vội. Ngón tay cô ta vẽ ra một đường sức mạnh. Nghĩa địa hỗn độn vậy mà trong chớp mắt khởi động, hé ra một lối vào. Cái này, Diệp Bắc Minh cũng không chần chừ thêm, trực tiếp ném Hạ Nhược Tuyết vào trong. Ở thế giới bên ngoài, thằng nhãi đó thực sự nhảy xuống rồi. Hắn điên rồi à, La Vân Phong không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. 15 phút trước, Mạc Lão đã thi triển thuật siêu hồn lên hai người Tiêu Dung Phi cùng Tiêu Nhã Phi. Nhìn thấy cảnh tượng Diệp Bắc Minh không chút do dự nhảy xuống nước đen. Mạc Lão cẩn thận nhớ lại, thiếu chủ, hình như thằng nhãi đó chính là tên Diệp Bắc Minh từng gây náo loạn tại đảo rùa năm đó, thực lực rất đáng sợ. La Vân Phong cười mỉa, cho dù hắn là Diệp Bắc Minh hay là Diệp Nam Minh. Đã nhảy vào nước đen thì nhất định sẽ bị vấy bẩn, chúng ta còn có hơn 10 thiên tôn ở đây nữa kìa. Chỉ cần hắn xuất hiện, lập tức bắt giữ lấy, để tôi nuốt sống hắn là được. Vâng, Mạc Lão cùng hơn chục người còn lại gật đầu. Họ nhanh chóng bắt tay vào việc bố trí trận pháp ở khu vực loanh quanh, chỉ cần có thứ tử bên trong lộ ra, nhất định sẽ bị vây giữ. Trong cuộc lùng bắt này, họ chiếm ưu thế tuyệt đối. Đúng lúc này mặt nước đen lăn tăn từng gợn sóng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào đó, nín nhịn hô hấp. Vài giây sau, mặt nước bắt đầu cuộn xoáy dữ dội, tựa hồ có thứ gì đó sắp lao ra. Kích hoạt trận pháp. Mạc Lão hô to.
Tất cả đồng loạt ra tay, trận pháp lập tức bao trùm lấy toàn bộ vùng nước đen. Chỉ thấy một người thanh niên phi ra khỏi vùng nước đen, chính là Diệp Bắc Minh. Anh Diệp! Tiêu Nhã Phi mừng rỡ reo lên. Diệp Bắc Minh cũng đã phát hiện ra hai người họ, bèn nhanh chóng bay về phía này. Mạc lão cười lạnh, ha ha ha, nhãi con, muốn cứu người. Đã hỏi trận pháp của chúng ta có đồng ý hay không chưa? Một màn ánh sáng lóe lên rồi bao phủ lấy Diệp Bắc Minh. Muốn bẫy sống anh? Thứ gì vậy? Diệp Bắc Minh giơ tay tung ra một quyền. Sức mạnh của 30 con rồng bùng nổ. Bùm, một tiếng nổ cực lớn vang lên, trận pháp có thể vây giết thiên tôn kia cứ như vậy bị anh đấm vỡ. Màn sáng sụp đổ. Cái này. Mạc lão cùng khoảng chục tên trưởng lão của Liên minh Thiên Đạo đứng hình tại chỗ. Diệp Bắc Minh đáp xuống cạnh Tiêu Dung Phi cùng Tiêu Nhã Phi, rồi nhanh chóng đưa họ rời đi. Đuổi theo, mau đuổi theo cho tôi. La Vân Phong nổi trận lôi đình. Lại một lần nữa trơ mắt nhìn Diệp Bắc Minh cướp người từ trong tay mình đi khiến hắn tức nổ phổi. Mạc lão bàng hoàng nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh đổ như mưa, thiếu chủ, cậu chắc chắn muốn đuổi theo chứ. Một quyền vừa rồi của thằng nhãi đó trực tiếp phá nát trận pháp của chúng tôi, nếu thực sự hạ quyết tâm tàn sát thì chúng tôi không ai là đối thủ của hắn cả. La Vân Phong giận dữ giống lên, mẹ kiếp, vậy tại sao hắn lại chạy? Đừng nhiều lời vô ích nữa, mau đuổi theo cho tôi. Đám người bất lực, vừa định nhấc chân phóng theo. Thì bỗng nhiên, hư không dung chuyển dữ dội, xé ra một vết nứt không gian, từ bên trong vọt ra hai ông lão, Hạ Mi nhìn xuống dòng nước đen phía dưới. Chính là ở đây. Sắc mặt của hai người họ vô cùng nghiêm trọng. La Vân Phong còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã chỉ tay vào mũi họ, tức giận mắng, mẹ kiếp. Các ngươi từ đâu đến? Nơi này đã là địa bàn của Liên minh Thiên Đạo, nếu thức thời thì. Thứ gì vậy? Một ông lão cau mày, đưa mắt nhìn qua. Chỉ với một ánh nhìn, thân thể của La Vân Phong đã nổ tung tại chỗ, hóa thành một làn xương máu. Thiếu chủ! Đám người Mạc lão như chết lặng. Chỉ một cái liếc mắt đã có thể giết chết thiếu chủ. Đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Hai ông lão phất lờ họ, hai ngón tay chỉ vào một điểm dưới mặt đất. Một tiếng động lớn vang lên, mặt đất nứt ra, toàn bộ dòng nước đen ngòm chìm xuống lòng đất, lộ ra một vực sâu hàng vạn mét. Dưới đáy vực sâu xuất hiện một hang động. Trên một tế đàn màu đen đặt một chiếc quan tài đen đang trào ra nước đen. Thứ vốn nên nằm trong đó sớm đã không thấy tăm hơi. Sắc mặt của hai ông lão cực kỳ khó coi. Họ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn đám người Liên minh Thiên Đạo, hỏi, nói. Có phải vừa rồi có thứ gì đó đi ra từ trong này không? Thứ gì đó? Đám người đã bị dọa tới hồn vía lên mây. Hơn chục trưởng lão cảnh giới thiên tôn vậy mà không khơi nổi chút tâm tư phản kháng nào. Có một người xông ra ngoài chạy về phía đó rồi, Mạc lão là người đầu tiên phản ứng lại, vội vàng chỉ về phương hướng Diệp Bắc Minh vừa rời đi. Đuổi theo. Hai ông lão bước ra một bước, bóng hình liền biến mất. Cùng lúc đó, tháp Càn Khôn Chấn Ngục cùng đế thủ gần như đồng thời lên tiếng, nhóc con chàng trai, bọn họ tới rồi. Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy hai luồng hơi thở như hủy thiên diệt địa đang lao tới như tên bắn. Trời đất rung chuyển, hư không cuộn trào. Khoảnh khắc hai ông lão xuất hiện, dường như thế giới này không thể dung chứa nổi hai người họ. Nhóc con cậu yên tâm. Cho dù tôi có phải cá chết lưới rách, cũng sẽ không bao giờ để cậu chết ở đây, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đè giọng nói. Tôi ở lại đây, tự nổ để ngăn cản hai kẻ đó, cậu đi trước đi. Diệp Bắc Minh điên cuồng lắc đầu, tiểu tháp, không được. Nhất định sẽ có biện pháp khác. Đế thủ, người có thể ra tay không? Giọng nói của đế thủ vang lên, ta có thể hạ gục một tên còn lại chắc chắn sẽ chạy trốn ngay lập tức. Đến lúc đó... Điều chờ đón người vẫn là sự lùng giết không chết không thôi. Cách tốt nhất là cùng lúc giết chết hai tên đó. Từ nay giấu bặt tin tức, bổn đế có biện pháp ngăn cản bọn hắn tìm ra ngươi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, được, đế thủ, người giết một tên. Tên còn lại để ta tự nổ, nhất định có thể kéo theo hắn làm đệm lưng. Không được. Diệp Bắc Minh hét lên, hai mắt anh đỏ hoe, tiểu tháp, nếu ông dám tự nổ, tôi cũng lập tức đi theo. Nhóc con, cậu. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kinh ngạc. Diệp Bắc Minh chỉnh trọng lắc đầu, mọi người đừng vội, tôi có cách rồi. Giây tiếp theo. Anh quay sang phía Tiêu Dung Phi cùng Tiêu Nhã Phi, khẽ quát một tiếng, Dung Phi, Nhã Phi, chúng ta trở về. Hả, anh Diệp. Hai người nghe vậy đều giật mình,
lúc này quay lại chẳng khác nào kêu họ đâm đầu vào chỗ chết. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không còn thời gian giải thích nữa rồi, cứ làm theo lời tôi nói đi. Được. Hai người gật đầu, cho dù chết cũng chết cùng một chỗ với Diệp Bắc Minh, như vậy cũng đáng giá. Giây tiếp theo, ba người đồng thời quay lại, hướng về phía hai ông lão đang đánh úp tới kia, tốc độ của họ cực nhanh, không hề có dáng vẻ sợ hãi. Cùng lúc đó, hai ông lão cũng đã phát hiện ra Diệp Bắc Minh, hét lên, đứng lại. Ba người đang làm cái gì vậy? Diệp Bắc Minh ngẩng đầu, cố ý bày ra biểu cảm hoảng loạn, hai vị tiền bối, tôi vừa phát giác ra bên này có động tĩnh rất lớn. Tôi nghi ngờ ở đây có bảo vật, cho nên mới qua đây nhìn thử xem. Ánh mắt hai ông lão lóe lên. Thần hồn nhanh chóng quét qua người Diệp Bắc Minh, Tiêu Dung Phi cùng Tiêu Nhã Phi. Một tên đạo tổ. Hai người cảnh giới bản nguyên. Vô giá trị, đi. Hai ông lão không hề có ý định nán lại, sải bước liền lao ra ngoài. Nhóc con, cậu. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không khỏi khen ngợi, đầu óc cậu thật quá lợi hại mà. Cố tình lao về phía hai người bọn họ ngược lại sẽ khiến họ cho rằng cậu không phải là đối tượng mà mình đang truy lùng. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không lâu sau hai người họ cũng sẽ phát hiện ra thôi. Chúng ta vẫn nên rời khỏi đây trước đã. Sau đó thò tay vào trong ngực lần mò. Đế thủ đâu rồi? Đế thủ vậy mà biến mất rồi. Diệp Bắc Minh có chút ngây người. Giọng nói của đế thủ lập tức vang lên, chàng trai, đừng gấp, ta đang trốn ở một nơi khác rồi. Diệp Bắc Minh cảm giác được một cảm xúc lạnh lẽo truyền tới từ vị trí nào đó phía dưới. Trời ạ, ngươi trốn ở đó làm cái gì? Giọng nói của đế thủ vẫn vô cùng bình tĩnh, hoàn cảnh chỗ này không tồi, còn có một thứ có thể nắm lấy, vừa hay để ta trốn vào. Diệp Bắc Minh không còn gì để nói, nam nữ khác biệt ngươi có biết không? Thân là đại đế, sao có thể làm ra loại chuyện bẩn thỉu như vậy? Mau buông ta ra! Nam nữ cái gì cơ, đế thủ thắc mắc. Diệp Bắc Minh há hốc miệng. Đế thủ này vậy mà ngay cả nam nữ cũng không phân biệt được. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền âm, nhắc nhở một câu, nhóc con, lúc bàn tay này bị chặt xuống chỉ mang theo một phần ký ức. Sau này mới sinh ra ý thức độc lập. Trong lòng nó chỉ có một chấp niệm, đó chính là tìm được những phần thi thể khác, có thể thực sự không nhận thức được khái niệm nam nữ này. Diệp Bắc Minh bó tay. Phải khuyên can mãi đế thủ mới không tình nguyện rời khỏi vị trí bên dưới, trở về trong lòng anh. Tốc độ của hai ông lão kia cực nhanh, truy tìm tròn nửa ngày. Một đường này họ phát hiện ra rất nhiều người thu võ, nhưng chỉ duy nhất không thấy người mang đi đế thủ. Cuối cùng, một trong hai người dừng lại, tự hỏi, không đúng. Một người khác nghi ngờ, lão tể, sao thế? Giọng nói của lão tể trầm xuống, lão đấu, ông không cảm thấy có gì đó bất thường sao? Chúng ta đã đuổi theo nửa ngày rồi, theo lý mà nói, cho dù là kẻ mạnh nhất trong nhà tù này cũng đã bị chúng ta bắt kịp. Nhưng cả đoạn đường này lại không hề phát hiện ra hơi thở của mảnh thi thể đó. Lão đấu khẽ cau mày, đúng là kỳ quái, không lẽ phần thi thể đó không chạy theo hướng này? Hai người trầm tư nghiền ngẫm lại một loạt chi tiết. Đột nhiên, không đúng. Lão tể bỗng nhiên phản ứng lại, kỳ thực chúng ta đã truy ra nó từ rất lâu rồi. Ý của ông là tên nhãi đạo tổ đó, lão đấu không phải kẻ ngốc, lập tức suy ra. Đi, mau trở lại. Khi hai người quay người lao ra, hư không xung quanh lập tức nổ tung. Đợi khi hai người quay lại hiện trường, Diệp Bắc Minh đã biến mất từ lâu. Chết tiệt! Sắc mặt lão tể đen kịt như đáy nồi, trong mắt bộc phát ra sát ý kinh người, thằng nhãi này to gan lắm. Vậy mà hành động theo hướng không hợp lẽ thường. Lúc chạm mặt với hai chúng ta mặt còn không đổi sắc. Ngược lại hai cô gái kia vừa rồi căng thẳng đến mức lộ ra sơ hở khắp nơi. Lão phu còn tưởng là đang sợ hãi hai chúng ta, bây giờ xem ra là vì lo lắng bị lộ. Thằng nhãi này không đơn giản đâu. Lão đấu hừ lạnh một tiếng, cho dù lợi hại đến đâu cũng chỉ là đời sau của dòng máu mang tội. Đám kiến cỏ của nhà tù số 7 này đã định sẵn là đời đời kiếp kiếp đều là tội nhân. Chúng ta phải lập tức tìm ra hắn, phong ấn mảnh thi thể đó lại, nếu không hậu quả khó lường. Cách đó hàng trăm ngàn dặm, trong một hang động. Dòng khí hỗn độn dâng trào, phong tỏa lối vào hang động. Diệp Bắc Minh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ở đây hẳn là an toàn rồi. Anh khởi động nghĩa địa hỗn độn. Thả Hạ Nhược Tuyết ra ngoài. Lúc này vẻ mặt của cô đờ đẫn, sức sống trong hai mắt mất tăm, chỉ còn lại sự trống rỗng vô tận. Nhược Tuyết,
Cho dù Diệp Bắc Minh có hô hoán thế nào, Hạ Nhược Tuyết vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Sao lại thế này? Sắc mặt của anh dần trở nên u ám. Giọng nói của đế thủ vang lên, chàng trai à, cô ta đã bị nước từ thi thể của bổn đế làm ô nhiễm, thần hồn cũng trở nên vô tri vô giác. Đã rơi vào trạng thái lạc lối, nếu không có gì bất ngờ thì đời này đã biến thành một thây ma biết đi rồi. Mẹ kiếp, đều là lỗi của ngươi, Diệp Bắc Minh sôi gan quát. Anh trực tiếp tế ra hỗn độn chân hỏa. Muốn diệt trừ đế thủ ngay tại chỗ. Hừ, đế thủ khịt mũi, năm ngón tay như ngọc không ngần ngại nắm lấy hỗn độn chân hỏa, ngọn lửa vậy mà bị dập tắt. Cái này, Diệp Bắc Minh giật mình. Đế thủ khẽ hừ một tiếng, ngọn lửa này sinh ra từ thuở đất trời lập nên. Bổn đế còn sinh ra trước cả khi đất trời hình thành, ngươi cảm thấy thứ mà ta sáng tạo ra có thể làm ta tổn thương không? Nếu ngươi thật sự muốn cứu người phụ nữ này, bổn đế có một cách. Diệp Bắc Minh ngẩng phát đầu hỏi, là cách gì? Tay ngọc chỉ tới, điểm giữa hai đầu lông mày của Hạ Nhược Tuyết. Một ánh sáng lóe lên. Chỉ thấy tại ấn đường của Hạ Nhược Tuyết xuất hiện một khối khí màu xám xịt. Đã nhìn thấy chưa, đây chính là trạng thái lạc lối, thân thể của cô ta sau khi bị nước đen ăn mòn, thần hồn lập tức khởi động cơ chế tự bảo vệ. Nhưng đồng thời bản thân cũng sẽ rơi vào hắc ám vô biên. Chỉ có một thần hồn lớn mạnh từ bên ngoài mới có thể đập tan trạng thái này, đánh thức cô ta dậy. Diệp Bắc Minh đáp, cái này đơn giản thôi, thần hồn của tôi trực tiếp tiến vào vùng lạc lối này, gọi Nhược Tuyết dậy. Đế thủ cười mỉa, nếu đơn giản như vậy thì tốt. Nhưng vô số người bị nước chảy ra từ thi thể bổn đế làm ô nhiễm không phải đều chết đó sao? Thần hồn của người bình thường một khi tiếp xúc với thần hồn của người bị lạc lối, nhẹ thì thần hồn của người bị lạc lối trực tiếp sụp đổ, hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này. Nặng thì, thần hồn của cả hai người các ngươi cũng bị tiêu diệt. Diệp Bắc Minh vô cùng phẫn nộ, người đùa ta đấy à? Đế thủ nhàn nhạt đáp, ngươi nhìn xem, lại nóng tính rồi. Bổn đế có một quyển ngưng thần đế quyết, tổng cộng có 9 tầng. Ngươi chỉ cần tu luyện đến tầng thứ 3 là đã có thể tiến vào thần hồn và làm cô ta thức tỉnh. Dứt lời. Đế thủ không ngừng phát họa trong không trung, hư không dần dần hiện lên những đường nét màu vàng mỏng manh. Từng dòng chữ giống như con nòng nọc khắc dấu trong hư không, không ngừng giãy giụa. Trời đất ơi, chữ kim khoa, vậy mà lại là chữ kim khoa. Kim, vàng, khoa, nòng nọc. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kích động thốt lên. Diệp Bắc Minh khó hiểu, tiểu tháp, chữ kim khoa là cái gì? Sự phấn khích của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vẫn chưa nguôi ngoai, theo như truyền thuyết thì loại văn tự đại đạo này chứ. Đừng đại đạo vô thượng. Tôi cũng chỉ được nghe vị chủ nhân đầu tiên nói qua chứ chưa từng được tận mắt nhìn thấy. Không ngờ nó lại thực sự tồn tại. Nhóc con, quyển, ngưng thần đế quyết, này không đơn giản đâu, cậu nhất định phải học cho tốt. Cho dù không phải để cứu cô Hạ, thì vật này cũng mang lại lợi ích cực lớn cho cậu. Đế thủ mỉm cười, ha ha, chỉ một tòa tháp chấn ngục còn con cũng biết tới chữ kim khoa, cũng coi như ngươi có chút kiến thức. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ngớ người, ta truyền âm, ngươi có thể nghe thấy. Đế thủ giọng đầy kiêu ngạo, trước mặt bổn đế, truyền âm cùng nói chuyện trực tiếp có gì khác nhau đâu. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục còn chưa kịp phản ứng lại. À, chuyện gì thế này, những con nòng nọc này. Tiêu Dung Phi cùng Tiêu Nhã Phi ngạc nhiên kêu lên. Họ ôm chặt đầu ngồi xổm xuống đất, vẻ mặt đầy đau đớn. Diệp Bắc Minh tiến lên hỏi han, hai em sao vậy? Sắc mặt Tiêu Nhã Phi tái nhợt, hô hấp gấp gáp, túm chặt lấy tay Diệp Bắc Minh, nói, anh Diệp. Em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Những dòng chữ giống như nòng nọc này chui vào trong đầu em rồi. Tiêu Dung Phi choáng váng ôm đầu, em cũng vậy, chuyện gì đang xảy ra thế? Những dòng chữ này là cái gì? Đế thủ, chuyện này là sao? Hai người họ bị sao thế? Diệp Bắc Minh quay đầu chất vấn. Đế thủ thấy một màn này cũng có chút kích động, thể đại đạo, hai người này vậy mà là thể đại đạo trời sinh. Thể đại đạo. Hai mắt Diệp Bắc Minh nheo lại, lần đầu tiên được nghe tới cái tên này. Nhưng dường như nó rất lợi hại. Thể đại đạo là cái gì? Sao ta chưa từng nghe nói qua? Đế thủ không chút nể nang mỉa mai, ở loại địa phương này ngươi chưa từng được nghe nói tới là bình thường. Thể đại đạo, trời sinh đã gần gũi với phép tắc, chữ kim khoa là vật chứa đựng phép tắc thiên đạo. Người bình thường muốn ghi nhớ được chữ kim khoa là rất khó, càng không nói đến việc để chữ kim khoa chủ động thâm nhập vào trong đầu của họ,
chỉ có thể đại đạo mới có đặc điểm này. Đế thủ bay tới, khẽ chạm vào ấn đường của hai chị em. Một chùm ánh sáng vàng nở rộ. Chỉ thấy bề ngoài cơ thể của hai chị em nở rộ một luồng đạo vận khó tả. Quả nhiên là thể đại đạo, còn một lần nhảy ra hai người nữa. Hai người các ngươi có nguyện ý bái bổn đế làm thầy không? A hát, Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi sững sờ, kêu bọn họ bái một bàn tay làm sư phụ. Chuyện này, thực sự rất khó để tiếp nhận. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, Dung Phi, Nhã Phi, đồng ý đi. Được, nhận được câu trả lời của Diệp Bắc Minh, hai người bèn không chút do dự gật đầu, quỳ một gối xuống, Dung Phi, Nhã Phi bái kiến sư phụ. Đứng lên đi. Đế thủ vừa dứt lời, thanh âm đột nhiên trầm xuống, lại có người tới rồi. Ai? Diệp Bắc Minh giật mình, lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác. Không phải ở đây mà là ở lối vào nhà tù, đế thủ đáp, về phận bọn hắn là ai, đương nhiên là đời sau mang trong mình đế huyết rồi. Trước cửa nhà tù số 7, có hàng chục bóng người bước ra cùng một lúc. Người dẫn đầu là một thanh niên cực kỳ đẹp trai, sở hữu khuôn mặt tỷ lệ vàng cùng dáng người mảnh khảnh cao lớn. Từ giây phút hắn xuất hiện, một hơi thở thống trị 9 phương trời 10 phương đất, chỉ ta cao quý liền ập tới. Tham kiến công tử bất hủ. Lão tể cùng lão đấu thấy người này lập tức quỳ xuống đất. Người đến không ai khác chính là bất hủ vấn thiên. Bất hủ vấn thiên phớt lờ hai người họ, thay vào đó quét mắt nhìn tới tấm bia mẫu thạch hỗn độn. Hơi nhíu mày nói, mật phi, em cũng quá nghịch ngợm rồi đó. Vật này là tượng đài ranh giới của nhà tù số 7, một khi nó sụp đổ, chẳng phải phép tắc của nhà tù sẽ tiếp xúc trực tiếp với nguyên thủy chân giới rồi sao? Công tử, chính vì phép tắc của nhà tù này khôi phục nên một phần thi thể của đế mới tỉnh lại, lão tể nói. Bốp! Bất hủ vấn thiên không báo trước vung tới một cái tát, lão tể trực tiếp lộn nhào xuống dưới đất. Phụt, phun ra một ngụm máu. Ông ta ngay cả tư cách nổi giận cũng không có, trong lòng lúc này chỉ có nỗi sợ hãi vô tận, cũng không để ý tới vết thương mà lồm cồm bò dậy, điên cuồng dập đầu. Lão đấu ở bên cạnh sớm đã bị dọa tới mức hồn vía lên mây, chỉ có thể dập đầu theo. Công tử, xin lỗi. Tôi xin lỗi. Bất hủ vấn thiên thản nhiên hỏi, sai ở đâu? Lão tể nuốt nước bọt, thận trọng đáp, thứ nhất là do chúng tôi vô dụng, không tìm được thứ kia. Thứ hai, chúng tôi không nên không để ý tới cô Côn Ngô. Thứ ba, chúng tôi vậy mà kinh động tới công tử bất hủ, thực sự là lỗi sai chồng chất nỗi sai. Bất hủ vấn thiên cười lạnh ngạo nghễ, coi như ông biết mình biết ta. Bổn công tử chỉ cho ông 7 ngày, trong vòng 7 ngày, nếu tìm không ra tung tích của thứ đó. Vậy tất cả các ông cứ đem đầu tới mà gặp tôi đi. Thứ hai, chuyện nhà tù số 7 bị tổn hại, không ai được phép tiết lộ ra ngoài. Nếu khiến mật phi vì chuyện này mà bị thần viện trách phạt, các ông đều phải lấy cái chết để tạ lỗi. Dứt lời. Bất hủ vấn thiên nhấc tay, lấy ra đá lưu ảnh được chế tạo từ mẫu thạch hỗn độn bên dưới tấm bia mẫu thạch hỗn độn. Vâng. Lão tể cùng lão đấu, còn có mấy chục người do bất hủ vấn thiên mang đến đều đứng nguyên tại chỗ, dương mắt nhìn bất hủ vấn thiên rời khỏi. Sau khi rời khỏi nhà tù số 7, khung cảnh trước đột nhiên thay đổi. Là một vùng đất màu đỏ son. Vòm trời đỏ rực như máu. Phía trên mặt đất, 9 mảnh mẫu thạch hỗn độn sừng sững giữa trời. Trong bầu trời màu máu, từng sợi xích thần phép tắc trải dài nối tiếp nhau buộc chặt 9 viên mẫu thạch hỗn độn này lại. Bất hủ vấn thiên bước lên trên mẫu thạch hỗn độn, khắc con số 7 to đùng. Sau đó hắn rời khỏi nơi này mà không hề ngoảnh lại, trở về nơi ở của mình. Rót vào trong đá lưu ảnh một luồng thần lực, mật phi à, để tôi nhìn xem những năm này em rốt cuộc đã làm những gì rồi. Một hình ảnh dần nổi lên trong đá lưu thạch. Chính là Côn Ngô mật phi đang canh giữ lối vào nhà tù số 7. Hình ảnh rất nhàm chán, Côn Ngô mật phi gần như chỉ tu luyện, nghỉ ngơi, rồi lại tu luyện. Nhưng đột nhiên có một chàng trai trẻ xuất hiện, vậy mà yêu cầu Côn Ngô mật phi gả cho hắn ta. Cuối cùng bị một trưởng của Côn Ngô mật phi táng thành xương máu. Nhếch nhác trốn chạy. Cổ tất tu cũng dám thèm muốn người phụ nữ mà mình đã chọn. Bất hủ vấn thiên nở nụ cười đầy ác nghiệt. Khung cảnh thay đổi. Một người phụ nữ xuất hiện, chính là mẹ của Côn Ngô mật phi. Hai người sau khi tán gẫu một hồi liền chia tay trong bầu không khí chẳng mấy vui vẻ. Tiếp đó, cảnh tượng tiếp tục biến đổi. Có một người đàn ông bò ra khỏi sông Mạc Uyên, ngồi xuống dưới mẫu thạch hỗn độn. Sau khi trò chuyện với Côn Ngô mật phi,
một cảnh tượng khiến Bất Hủ Vấn Thiên trợn mắt phẫn nộ xuất hiện. Dưới sự bao bọc của dòng khí hỗn độn, Côn Ngô Mật Phi vậy mà chủ động cởi bỏ quần áo. Giây tiếp theo, cô ngồi lên trên người gã đàn ông kia, dòng khí hỗn độn trùm kín hai người họ, Bất Hủ Vấn Thiên không nhìn rõ chi tiết cụ thể nữa. Nhưng, ngay cả kẻ ngốc cũng biết hai người họ đang làm gì. Mật Phi, giọng nói của Bất Hủ Vấn Thiên run rẩy, hai mắt hắn đỏ ngầu, nhãn cầu gần như muốn nứt lìa. Tại sao, rốt cuộc là vì sao? Một lần, hai lần, ba lần, sau bảy lần, Côn Ngô Mật Phi mới quét bay tên đàn ông đó rơi xuống sông Mạc Uyên. Trong dòng khí hỗn độn, sau khi mặc xong quần áo, Côn Ngô Mật Phi còn liếc nhìn về phía đá lưu ảnh với cái nhìn đầy khiêu khích. Như thể, cô sớm đã biết Bất Hủ Vấn Thiên đang theo dõi mình, ánh mắt này chính là đang thách thức hắn. Trơ mắt nhìn người phụ nữ mình thích mây mưa với gã đàn ông khác bảy lần, còn là một tên hậu duệ mang dòng máu tội lỗi của nhà tù. Phụt, một ngụm máu phun ra. Đạo tâm của Bất Hủ Vấn Thiên gần như sụp đổ, không. Mật Phi, tại sao? Không. Hắt xì. Trong hang động, sau khi hắt xì một cái, Diệp Bắc Minh liền hỏi một câu, đời sau của đế huyết là cái gì? Con cháu của dòng máu tội lỗi là gì? Đế thủ đáp, trước đây rất lâu, lúc còn chưa có nguyên thủy chân giới, thì thế gian này chỉ có vài đại đế. Sau khi chúng ta cùng nhau lập lên nguyên thủy chân giới, tài nguyên của thế giới đã không đủ dùng nữa. Một vài đại đế muốn đột phá thì phải cướp đoạt tài nguyên của các đại đế khác. Vì vậy ta đã trở thành một trong những vật hy sinh. Đại đế bất tử bất diệt, sau khi bản thể của ta bị giết chết, bọn họ lo lắng ta sẽ sống lại nên mới phân tách thi thể của ta ra. Xây lên nhà tù, tách rời thi thể của ta và phong ấn chúng mãi mãi. Nói tới đây, đế thủ đưa ra kết luận, đời sau của đế huyết chính là con cháu mà những đại đế đó để lại. Diệp Bắc Minh cau mày. Còn đời sau mang dòng máu tội lỗi thì sao? Cái này, bổn đế không biết. Đế thủ suy nghĩ một hồi rồi trả lời, bất quá, bổn đế đoán, cái gọi là đời sau của dòng máu có tội rất có khả năng là hậu duệ của những người phản kháng. Hậu duệ của người phản kháng, Diệp Bắc Minh thắc mắc. Có người muốn cướp đoạt tài nguyên của thế giới này thì tất nhiên sẽ có người chống cự lại. Vẻ mặt của Diệp Bắc Minh có chút cổ quái, đều đã bước tới cảnh giới đó rồi mà tài nguyên vẫn không đủ dùng sao? Vũ trụ rộng lớn như vậy, các thế giới còn đa dạng đến thế, vậy mà vẫn phải đánh nhau vỡ đầu vì tài nguyên. Đế thủ cười lạnh, Diệp Bắc Minh, người không có cách nào tưởng tượng được việc trở thành đại đế ngốn hết bao nhiêu tài nguyên đâu. Diệp Bắc Minh nhún vai, ta cũng không muốn biết. Đế thủ kinh ngạc, người không khao khát vươn tới cảnh giới đó sao? Không. Diệp Bắc Minh quả quyết trả lời. Đế thủ có thể cảm nhận được anh không hề nói đùa mà là thực sự không hề mong muốn điều đó. Trên thế giới này vậy mà có người sau khi biết đến sự tồn tại của đại đế mà không sinh ra bất kỳ ham muốn nào. Chủ nhân của tòa tháp trên người ngươi này ngược lại khá khao khát đó. Ngươi nói cái gì, Diệp Bắc Minh bất ngờ, vội vàng hỏi, ngươi từng gặp qua chủ nhân đầu tiên của tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Tất nhiên rồi. Đế thủ khẳng định, 23 tỷ năm trước, người này đã tìm thấy ta, còn cố gắng ngăn chặn nước chảy ra từ thi thể của bổn đế bị dò dỉ ra ngoài. Hắn điều khiển tòa tháp này muốn trấn áp bổn đế nhưng lại bị bổn đế quét qua một trường. Rồi vỡ nát. Thân thể Diệp Bắc Minh chấn động. Đây chính là sự thật năm đó. Giọng nói run rẩy của tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, tôi nhớ ra rồi. Đế thủ bật cười, tướng mạo của ngươi rất giống người đó, đáng tiếc, ngươi không phải hắn. Thiên phú của người đó cực mạnh, gần như có thể nói là mạnh nhất trong lịch sử nhà tù số 7 này. Cảnh giới của hắn đã vượt ngưỡng đại đạo. Theo lý mà nói, nếu lúc đó hắn trực tiếp rời khỏi nhà tù này, sẽ có cơ hội đánh bại cô gái kia, trở thành người đầu tiên thành công thoát khỏi nhà tù. Nhưng đáng tiếc hắn lại bị thương ở chỗ này của bổn đế nên khi chiến đấu với cô gái kia liền bại trận. Diệp Bắc Minh ngây ngẩn tại chỗ. Sau khi Bất Hủ Vấn Thiên rời đi, Lão Tể cùng Lão Đấu bị hàng chục bóng người tụ tập xung quanh, Lão Tể, Lão Đấu, rốt cuộc là ai đã mang đế thi đi vậy? Với thực lực của các ông sao lại để hắn lọt lưới được? Chúng ta chỉ có thời gian 7 ngày thôi, tôi không muốn chết đâu. Sắc mặt của mỗi người đều ác nghiệt vô cùng. Đối với tuổi đời hàng trăm triệu năm như họ thì 7 ngày quả thực không thấm vào đâu, gần như chỉ là thời gian của một nhịp thở. Nhưng, đây là 7 ngày cuối cùng của họ rồi. Nếu không tìm ra kẻ đã mang đế thi đi,
thì Bất Hủ Vấn Thiên thật sự sẽ giết chết bọn họ. Chết chóc, không có gì đáng sợ hơn cái chết. Lão Tể cùng lão Đấu bốn mắt nhìn nhau, nói với vẻ mặt bất lực, các vị à, việc này cũng không thể trách chúng tôi được. Vốn dĩ chúng tôi đã tìm được tên nhãi đó rồi, nhưng đáng tiếc vẫn bị bỏ lỡ, bộ dáng của hắn hẳn là chưa dịch dung qua. Dứt lời, ông ta liền nhấc tay. Một luồng năng lượng ngưng tụ lại, hóa thành dáng vẻ của Diệp Bắc Minh trong hư không. Loài run rế bẩn thỉu này đúng là đáng chết. Mẹ kiếp, tôi mà bắt được thì phải nghiền nát hắn thành nghìn mảnh, giam cầm thần hồn sau đó đày ải vào tra tấn vô tận. Còn chờ gì nữa, mau triển khai đi, bất luận là người có quen biết tên nhãi nhép này hay không, giết hết không tha. Đám người mang theo lửa giận ngất trời lao thẳng ra ngoài. Trên một lục địa cổ xưa, sau khi nước đen ngừng lan rộng, hàng trăm thế lực và giáo phái tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn ở đây. Phải mất nửa năm mới lập lại được trật tự. Lão Tể đứng trên trời cao, hạ mi nhìn xuống, trực tiếp quát to, toàn bộ người tu võ của đại lục này đều cút ra đây cho lão phu. Có ai biết con kiến hôi này không? Ở phía dưới, vô số người kinh hãi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy, trên bầu trời phía trên lục địa, ngưng tụ một hình ảnh khổng lồ, bao trùm lấy toàn bộ thế giới, chính là Diệp Bắc Minh. Tiền bối, xin hỏi người là... Có 5 vị lão tổ cảnh giới thiên tôn từ trong mấy tông môn lớn bay lên không trung, run rẩy vì sợ hãi. Họ chưa từng gặp qua loài uy thế nào khủng bố đến mức này. Đôi mắt của lão Tể đỏ ngầu, lão phu hỏi các người có từng gặp qua tên nhãi này chưa? 5 người không dám giấu giếm, đều lắc đầu. Chưa từng thấy, thế các ngươi còn sống làm gì? Lão Tể bực tức, bàn tay tóm vào không trung, 5 người kia lập tức hóa thành xương máu ngay tại chỗ. Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay ông ta, không mảy may thương tiếc quét một đường xuống đại lục phía dưới. Một đại lục trải rộng hàng chục triệu dặm trong nháy mắt bị cắt thành hai mảnh, cản không nổi một kiếm đầy uy lực này. Chỉ trong khoảnh khắc, không chỉ lão Tể mà những ông lão khác cũng bắt đầu điên cuồng giết chóc, họ một hơi phá hủy hơn chục lục địa khiến vô số thế giới sụp đổ. Xảy ra chuyện gì thế? Diệp Bắc Minh kinh hãi ngẩng đầu. Trên bầu trời, không gian lần lượt sụp đổ. Đây là dấu hiệu của sự hủy diệt hoàn toàn của hết đại lục này tới đại lục khác. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ngỡ ngàng, đây, nhóc con, có thế giới bị hủy diệt rồi. Thế giới bị phá hủy. Diệp Bắc Minh ngơ ngác, quay đầu nhìn đế thủ hỏi, đế thủ, chuyện gì thế này? Đế thủ thờ ơ nói, có kẻ đang lùng sục chúng ta, cho nên không ngừng hủy diệt thế giới, muốn bức bách chúng ta ra ngoài. Nhưng người yên tâm, cho dù thế giới này có bị hủy diệt, chỉ cần có ta ở đây, ngươi sẽ không chết. Khốn kiếp! Diệp Bắc Minh tức giận mắng, những kẻ này điên rồi à? Chỉ vì truy lùng chúng ta mà thẳng tay lạm sát người vô tội như vậy. Đế thủ hừ lạnh một tiếng, không chút để bụng nói, đa số con người đều giống như loài kiến cỏ. Sự sống chết của họ hoàn toàn không đáng kể. Đi thôi, đi thẳng tới cửa vào của nhà tù số 7, rời khỏi nơi này. Chỉ cần tiến vào nguyên thủy chân giới. Bọn hắn muốn tìm bổn đế cũng giống như mò kim đáy bể vậy. Điều khiến đế thủ ngạc nhiên chính là Diệp Bắc Minh vậy mà trực tiếp phớt lờ lời nói của nó. Hai mắt anh đỏ hoe, nhìn hai chị em Tiêu Dung Phi nói, Dung Phi, Nhã Phi, các em chăm sóc Nhược Tuyết cho tốt. Nói đoạn liền dậm chân vọt thẳng lên trời, hướng về phía hư không đang lũ lượt sụp đổ kia. Quả nhiên, khi một ông già mặc áo xanh đang định cầm chiếc rìu thần đập xuống đại lục tiếp theo, thì giọng nói đầy phẫn nộ của Diệp Bắc Minh vang lên. Ông đây ở chỗ này, đám khốn kiếp các người không cần tìm nữa. Ông lão áo xanh khựng người, khi quay đầu nhìn sang, đồng tử mạnh mẽ co rụt lại. Là kinh ngạc cùng mừng rỡ nồng đậm. Chưa đầy nửa ngày trôi qua con kiến hôi này vậy mà chủ động dâng đầu tới rồi. Ông ta kích động gầm lên một tiếng, các vị, không cần tìm nữa, con run rế đó ra ngoài rồi. Dứt lời. Không gian xung quanh liền dao động kịch liệt, hơn 30 bóng người cấp tốc xé nát không gian mà tới. Lão Tể cùng lão Đấu cũng nằm trong số đó. Vừa nhìn thấy Diệp Bắc Minh, hai người liền hưng phấn tột độ, quả nhiên là ngươi. Hôm đó vậy mà bị ngươi qua mắt, đế thi rốt cuộc ở đâu rồi? Nói, lão Đấu gào thét chửi bới như sấm động, gương mặt già nua vặn vẹo dữ tợn, nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì? Con run dế này xém chút hại chết chúng ta. Cứ giết chết rồi siêu hồn đi. Bất luận là tin tức gì, sẽ lập tức biết ngay thôi. Dứt lời liền tiến lên một bước. Ông ta vô cùng thô bạo, trực tiếp lướt về phía Diệp Bắc Minh.
Diệp Bắc Minh lập tức cảm giác được hơi thở tử vong ập tới, máu thịt toàn thân anh sôi trào, gầm lên, tiểu tháp, bộc phát toàn lực cho tôi. Kiếm càn khôn chấn ngục, ra đây. Kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện trong tay anh, sức mạnh của tháp càn khôn chấn ngục cùng lúc đó cũng bùng nổ. Pháp tướng thần ma. Đạo đài luân hồi, ra đi. Diệp Bắc Minh liên tục triệu hoán. Lão đấu đã xông tới trước người anh, vậy mà xuất hiện trên võ đài hình tròn, chính là đạo đài luân hồi. Ha ha, phép tắc lĩnh vực, là cái thá gì cơ chứ? Sắc mặt ông ta hung tợn. Muốn chút hết mọi sự phẫn nộ, sợ hãi mấy ngày qua ra ngoài vào giây phút này. Một trường không bao hàm bất kỳ phép tắc nào. Chỉ có sức mạnh vô tận. Bùm! Trong chớp mắt va chạm, toàn bộ đạo đài luân hồi nổ tung. Hai chân của Diệp Bắc Minh trực tiếp bị chôn vùi trong những mảnh vỡ của đạo đài luân hồi, gần như chỉ còn lộ ra ngoài một nửa cơ thể. Hàng trăm bia mộ xung quanh đồng thời rung chuyển dữ dội. Mỗi tấm bia mộ đều bộc phát ra một luồng lực lượng, truyền vào trong cơ thể anh. Hửm! Lão đấu có chút kinh ngạc, một tên đạo tôn còn con cũng có thể ngăn chặn một đòn của lão phu. Một trường kia tương đương với sức công phá của 100 con rồng. Diệp Bắc Minh thực sự đã chặn được, kiếm càn khôn chấn ngục vác trên vai anh, chặn lại một trường này. Nhưng, mạch máu toàn thân anh đều đã nổ tung, biến thành một người máu. Bả vai của anh bị trúng xuống, nửa người gần như biến thành thịt vụn, thảm thương không nỡ nhìn. Chỉ cần cơ thể khẽ động, máu tươi liền phun trào ra như nước suối, trong ba nhịp thở, máu đã cạn khô. Toàn bộ khe hở trên đạo đài luân hồi gần như loang lổ đầy máu tươi của Diệp Bắc Minh. Răng rắc, một tiếng giòn tan, giống như mặt gương nát tan. Phép tắc lĩnh vực luân hồi sụp đổ, hủy diệt rồi biến mất. Ngay cả mạng sống của Diệp Bắc Minh cũng đang vụt trôi rất nhanh, bàn tay lão đấu nắm lấy không trung, thần hồn của Diệp Bắc Minh dao động kịch liệt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tước đoạt khỏi thân thể. Chủ nhân, cậu không thể chết được, tự nổ, tôi sẽ tự nổ. Tháp càn khôn chấn ngục rung lên dữ dội. Tập trung năng lượng. Diệp Bắc Minh khẽ quát, tiểu tháp, ông dừng lại ngay cho tôi. Tôi chết cũng không sao, chỉ cần có thể bảo vệ thế giới này là được. Suốt quãng đường qua ông đã trả giá vì tôi quá nhiều rồi. Ông cũng đã cố gắng hết sức rồi, nếu giữa chúng ta nhất định có một người phải chết vậy cứ để tôi gánh chịu tất cả. Ông nói đúng, tôi là một người có tài năng vô cùng bình thường trong số những đời chủ nhân của ông. Tôi không có cách nào so sánh với chủ nhân đầu tiên của ông, tiểu tháp, sống cho tốt. Nói đoạn, Diệp Bắc Minh dùng hết chút sức lực cuối cùng, hỗn độn chân hỏa. Phần thiên chi diễm, huyền minh lãnh hỏa, cửu u lôi hỏa, đều ra đi. Hỗn độn chân hỏa giống như dòng khí hỗn độn đang bùng cháy. Phần thiên chi diễm với sức nóng khủng khiếp rừng rực ánh lửa. Huyền minh lãnh hỏa giống như ma chơi vần quanh chốn địa ngục. Cửu u lôi hỏa đùng đoàng tiếng sấm sét. Bốn loại dị hỏa cùng lúc trào dâng. Lão đấu vui mừng khôn xiết, dị hỏa. Trong tay ngươi vậy mà có thứ này. Ha ha ha, đúng là trời cũng giúp ta mà, dị hỏa của ngươi lão phu lấy chắc rồi. Một túi không gian quét qua, sẵn sàng dung chứa dị hỏa vào trong. Đồng thời, hai ngón tay ông ta chỉ xuống đỉnh đầu của Diệp Bắc Minh, chuẩn bị bóp nát nó. Tháp càn khôn chấn ngục đau đớn gào lên. Chủ nhân, xin lỗi. Tiểu tháp không thể trơ mắt nhìn cậu chết được. Một lực lượng đáng sợ đang hội tụ tại vị trí trái tim của Diệp Bắc Minh. Tháp càn khôn chấn ngục chuẩn bị tự nổ. Chết tiệt, tiểu tháp, dừng lại, tôi không cho phép, Diệp Bắc Minh tức giận gầm lên. Tháp càn khôn chấn ngục mỉm cười, chủ nhân, ngoại trừ cậu, những chủ nhân khác hoàn toàn không coi tôi là một vật sống. Trong mắt họ, tôi chỉ là một tia linh hồn, không có suy nghĩ hay tính cách. Chỉ tồn tại để phục vụ cho họ. Chỉ có cậu coi tôi như bạn bè, như người nhà. Còn sẵn sàng chết vì tôi, tiểu tháp cũng nguyện ý vì chủ nhân mà hy sinh. Đừng mà! Diệp Bắc Minh cuồng nộ gầm lên một tiếng. Ngay khi tháp càn khôn chấn ngục sắp nổ tung, một không gian xám xịt tại nơi sâu trong tâm trí Diệp Bắc Minh bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Ngay lập tức, một nghĩa trang cổ xưa xuất hiện xung quanh cơ thể anh. Hoàn toàn hiện hóa ra ngoài. Chính là nghĩa địa hỗn độn. Tại chỗ sâu nhất của nghĩa địa hỗn độn, một tấm bia mộ cổ kính lóe lên vài lần, một giọng nói già nua vang lên, chúc mừng ngươi tiểu tháp, cuối cùng cũng tìm được một chủ nhân thực sự quan tâm đến mình. Âm thanh này là tháp càn khôn chấn ngục giật mình. Phía trên một tấm bia mộ ở nơi sâu nhất của nghĩa địa hỗn độn lơ lửng một bóng hình cổ xưa.
Người này vậy mà nhìn giống Diệp Bắc Minh tới 70-80%. Thứ gì vậy? Lão đấu cau mày hỏi. Những ông lão khác đang có mặt cũng nghi hoặc nhìn sang. Bóng hình kia cười ngạo nghễ, ta là võ tổ, thế giới này là địa bàn của ta, các ngươi cũng dám gây chuyện ở đây. Dứt lời. Võ tổ lộ ra ý cười, tiểu tháp à, lần trước là do ta có lỗi với ngươi, làm cho ngươi phải vỡ vụn. Lần này để ta tới bảo vệ ngươi đi. Nghe được lời này, lão đấu phá lên cười, võ tổ. Võ tổ cái rắm gì? Loài run rế trong ngục tù cũng dám vỗ ngực tự xưng là võ tổ. Ha ha ha, buồn cười quá mà. Thanh thế cũng khá lớn đó chứ, đáng tiếc, vô dụng thôi. Lão tể cùng hàng chục người khác cũng cười rộ theo. Võ tổ tiến lên một bước, xông ra khỏi nghĩa địa hỗn độn. Khởi đầu sáng thế, đỉnh cao võ đạo. Càn khôn chấn ngục, vạn đạo thần phục. Ta nhân danh võ tổ thề rằng mượn dùng số kiếp của tất cả loại võ đạo, tiêu diệt hết thảy những kẻ trái ý ta. Khi chữ cuối cùng vang lên, toàn bộ thế giới rung chuyển. Trên vùng trời của hết đại lục này đến đại lục khác ngưng tự vô tận số kiếp võ đạo, hóa thành một luồng sức mạnh đáng sợ hòa vào trong cơ thể của võ tổ. Giết! Võ tổ vươn tay chỉ tới. Luồng sức mạnh số kiếp kia rơi thẳng xuống đầu của lão đấu, bùm, một tiếng nổ tung. Lão đấu! Những người khác nhìn thấy cảnh này mà choáng váng. Giống như một nhóm người hiện đại cầm vũ khí nóng nhưng lại bị một người nguyên thủy tay không bóp chết vậy. Giết, giết, giết. Võ tổ liên tiếp chỉ tay. Số kiếp võ đạo của toàn bộ thế giới không ngừng giáng xuống từ trên trời, chạm vào liền nổ. Đi, mau đi, tên khốn này vậy mà có thể điều động số kiếp của toàn bộ nhà tù số 7. Hắn đang vắt kiệt số kiếp để giết người đó. Lão tể bị dọa tới hồn vía lên mây, vội vàng xé rách hư không giống như điên dại lao về phía lối vào của nhà tù số 7. Những ông lão khác cũng kinh hồn táng đảm. Xoay người liền muốn chạy trốn. Giết, giết, giết. Giọng nói của võ tổ vẫn chưa dừng lại. Lão tể hãi hùng ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy những người bạn của mình giống như pháo giấy nối tiếp nhau nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ cả một khoảng không. Ông ta sợ đến phát điên rồi. Mình không thể chết, mình không muốn chết mà. Cả người lão tể run lẩy bẩy, cuối cùng cũng lết tới sông Mạc Uyên. Ông ta dứt khoát thả mình nhảy xuống. Ngược dòng mà bơi. A hát, đừng mà. Tiếng hét thảm thiết của chúng bạn vẫn tiếp tục vọng tới từ phía sau. Khi ông ta lao tới được cổng vào nhà tù số 7, thì thi thể của người bạn đồng hành cuối cùng cũng nổ tan tác, máu tươi tí tách hòa vào dòng chảy của sông Mạc Uyên. Sắp ra ngoài rồi. Lão tể sải bước dài, khi một chân vừa bước ra khỏi nhà tù số 7. Thì số kiếp võ đạo ào ạt kéo tới, bùm, một tiếng, thân thể của ông ta hoàn toàn nổ tung. Cái này, Diệp Bắc Minh chết lặng nhìn một màn trước mắt, anh nhìn chăm chăm người đàn ông có tướng mạo gần như giống hệt mình, hỏi, võ tổ, ông còn sống sao? Nghe được những lời này, sắc mặt võ tổ đột nhiên trầm xuống, còn sống. Không, ta hẳn là đã chết từ lâu rồi. Chết rồi. Diệp Bắc Minh cực kỳ yếu ớt, lại phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà, linh hồn của ông rõ ràng vẫn ở đó. Chỉ cần còn sót lại một tia linh hồn trên thế giới này. Dù chỉ là một tia mỏng manh thì vẫn có thể phục sinh như cũ. Không phải linh hồn của ông tại nghĩa địa hỗn độn vẫn còn sống đó sao? Võ tổ nhấc tay chỉ. Ý chí võ đạo của toàn thế giới được cô đọng lại rồi rơi xuống người Diệp Bắc Minh. Một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Vết thương của anh vậy mà đang hồi phục với tốc độ cực nhanh. Gần như chỉ trong chớp mắt. Tất cả các vết thương đều được chữa lành. Võ tổ cười lắc đầu, đây chỉ là một tia chấp niệm của ta mà thôi. Thần hồn của ta sớm đã tiêu tán, dung hòa vào toàn bộ thế giới rồi. Cái gì? Diệp Bắc Minh sửng sốt. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đau buồn kêu khóc, hu hu hu, tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ ra hết rồi chủ nhân. Năm đó sau khi thân thể của tôi bị phá hủy, người đã đem những mảnh vỡ của tôi trấn áp ở các đại lục khác nhau. Còn phong ấn linh hồn của tôi lại, xóa sạch mọi ký ức. Nghe xong lời giải thích này của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, Diệp Bắc Minh ngẩn người tại chỗ. Võ tổ, vì sao ông lại làm như vậy? Theo lý mà nói, cường giả cấp độ như ông căn bản không thể bị giết chết. Tại sao ông lại làm như vậy? Võ tổ cười đáp, nếu ta không chết thì phép tắc võ đạo của thế giới này sẽ không hoàn thiện. Mọi người ở thế giới này như chúng ta sẽ sống trong nhà tù này đến hết đời. Nhưng đợi chờ mười mấy kỷ nguyên cuối cùng cũng xuất hiện một người có duyên. Người có duyên, là nói tôi sao? Diệp Bắc Minh cau mày hỏi.
Võ Tổ gật đầu, đúng vậy, Diệp Bắc Minh, chính là cậu. Ý chí võ đạo của ta đã lựa chọn cậu, tiểu tháp cũng chọn cậu. Từ giờ trở đi, cậu sẽ không còn cô độc một mình nữa. Trên vai cậu gánh vác sứ mệnh của toàn thế giới. Dứt lời, Võ Tổ lại nhấc tay. Ý chí võ đạo của toàn bộ thế giới bị thu gọn vào giữa ấn đường của Diệp Bắc Minh. Ngay lập tức, cả người Diệp Bắc Minh chấn động, như thể nhìn thấy nỗi ám ảnh của tất cả võ giả đối với võ đạo kể từ khi thế giới tồn tại. Diệp Bắc Minh, ta đem ý chí võ đạo truyền thụ lại cho cậu. Năm đó ta chưa không thực hiện được bước đó, cậu giúp ta đi nhìn thử xem sao. Dựa vào đâu mà thế giới của chúng ta lại bị bọn chúng nhận định thành một nhà tù? Dựa vào đâu mà chúng ta rõ ràng cũng là con người, chúng sinh bình đẳng, nhưng lại bị bọn chúng gắn mác mang dòng máu tội lỗi. Vừa sinh ra liền mang danh nguồn gốc tội lỗi. Ta không phục. Càng nói hình dáng của Võ Tổ càng trở nên mờ ảo. Chủ nhân. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục rung chuyển dữ dội. Võ Tổ nở nụ cười thản nhiên, vươn tay tóm lấy hư không. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục liền bay ra từ vị trí trái tim của Diệp Bắc Minh, hóa thành một tòa bảo tháp cổ kính cao hơn một thước, lơ lửng trong lòng bàn tay của Võ Tổ. Nung đúc từ mẫu thạch hỗn độn, tiểu tháp à, chúc mừng ngươi. Võ Tổ mỉm cười. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục điên cuồng run rẩy, chủ nhân, đừng chết mà. Cầu xin người đừng chết. Võ Tổ duỗi ra một tay càng ngày càng hư ảo, tiểu tháp, ngươi có chủ nhân mới rồi, ta chỉ là người trao cho ngươi sự sống. Nhưng Diệp Bắc Minh lại cho ngươi linh hồn, thế giới này đã không thuộc về ta nữa, trước khi rời đi hãy để ta vì ngươi mà đắp nặn lên tạo hình hoàn mỹ hơn. Võ Tổ vung tay. Sức mạnh phép tắc trên toàn thế giới liền rung chuyển theo. Vạn đạo ngâm reo. Cơ thể ban đầu của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục bay qua khoảng không hàng trăm triệu dặm rồi lơ lửng giữa không trung. Dung hợp. Võ Tổ thấp giọng hét lên. Hai tòa tháp chồng lên nhau. Lấy trời đất làm lò nung, ý chí võ đạo của Võ Tổ làm lửa đốt. Hơi thở của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trải qua những biến đổi nghiêng trời lệch đất, vạn đạo hóa thành vô số đạo văn, tất cả đều in dấu lên trên tòa tháp. Đế thủ lơ lửng trong hư không ở nơi xa, kinh ngạc không thôi. Võ Tổ muốn hiến tế bản thân để tác thành cho tòa tháp này. Với sự dung hợp từ ý chí của hàng ngàn đại đạo, e rằng tòa tháp kia sẽ đột phá giới hạn của thế giới này, chạm tới ngưỡng đế đạo. Võ Tổ, người quả thực là một nhân vật đáng nể, đáng tiếc. Lại sinh ra ở thế giới này. Nếu ngươi sinh ra ở nguyên thủy chân giới, chắc chắn thành tựu sẽ còn nhiều hơn thế. Đế thủ thở dài một hơi. Bùm! Đất trời đang xoay vần. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nở rộ hàng ngàn chùm tia sáng chói mắt. Trong phép tắc vạn đạo của tòa tháp cổ xưa, niết bàn trùng sinh. Xung quanh thân tháp màu đen là dòng khí hỗn độn trôi nổi. Chỉ với một tia khí hỗn độn tùy tiện phóng ra liền có thể nghiền nát, giết chết đại năng thượng cổ. Võ Tổ cuối cùng phun ra một câu, bắt đầu từ bây giờ, ngươi không còn là Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nữa, ngươi là Tháp Chấn Ngục. Hỗn độn. Khi từ cuối cùng vang lên, bóng dáng của Võ Tổ đã hoàn toàn biến mất. Toàn bộ ý chí võ đạo trên thế giới cũng biến mất không dấu vết. Phía trên nghĩa địa hỗn độn sấm sét ầm ầm. Vô số tia sét đồng thời giáng xuống. Bùm! Bia mộ ở nơi sâu nhất nổ tung. Hóa thành bột phấn, một cơn gió mạnh thổi qua. Tiêu tan hoàn toàn. Võ Tổ, chết thật rồi, tấm bia mộ thứ 9 sáng lên, Hiên Viên Hoàng Đế tiếc than. Thần hồn của vua thời gian hiện lên, lắc đầu nói. Nhà tù này vây khốn hết thảy, Võ Tổ đã vì chúng ta mà mở ra con đường phía trước. Bước tiếp theo đều phải trông cậy vào thằng nhóc đó rồi. Chủ nhân, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kêu thảm thiết. Diệp Bắc Minh chứng kiến tất cả, thấp giọng hô lên, tiểu tháp. Hãy nén đau thương. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhanh chóng bay tới, lơ lửng giữa lòng bàn tay Diệp Bắc Minh, từng luồng khí hỗn độn lưu chuyển. Tháp Chấn Ngục hỗn độn. Diệp Bắc Minh lẩm bẩm. Con người điên cuồng co rụt lại. Hơi thở hủy thiên diệt địa, áp chế vạn vật khiến người ta phải chấn động. Giọng nói buồn bã của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, tôi không muốn đổi tên. Diệp Bắc Minh gật đầu, được, vậy ông vẫn gọi là Tháp Càn Khôn Chấn Ngục như cũ. Giọng nói Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mang theo tia nức nở, chủ nhân, tôi muốn giết người. Ánh mắt Diệp Bắc Minh tối sầm lại, ông muốn giết ai? Đám người bảo vệ tòa tháp đã phản bội tôi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giọng lạnh băng, bây giờ tôi đã khôi phục hoàn toàn sức mạnh thời Hoàng Kim. Hơn nữa còn vươn lên tầm cao khác so với năm đó. Đám đại năng thượng cổ đó đều đáng chết.
Diệp Bắc Minh siết chặt nắm đấm, tóm lấy tháp càn khôn chấn ngục nói, đi, chúng ta đi giết người. Một người một tháp vén mở hư không. Giây tiếp theo đã xuất hiện phía trên một lục địa đen. Cút ra đây. Tháp càn khôn chấn ngục hét lớn, uy áp của tháp liền đè xuống. Trên ngọn núi thiêng cao 100.000 mét, vô số trận pháp sáng lên, nhưng đáng tiếc chúng căn bản không cản nổi uy lực này. Một ông lão chật vật phun ra một ngụm máu, lăn lông lốc ra ngoài, thảm hại vô cùng. Đại nhân tháp chấn ngục. Ông lão kinh hãi nhìn tháp càn khôn chấn ngục, ngài khôi phục sức mạnh rồi. Đừng mà, xin hãy tha mạng. A, à, tháp càn khôn chấn ngục lười phải nói nhảm với ông ta, như đẽo gỗ mục, trực tiếp nghiền nát ông lão kia thành xương máu. Nhóc con, hấp thụ lấy. Diệp Bắc Minh vô cùng hưng phấn, đây thế nhưng là một đại năng thượng cổ đó. Vậy mà cứ như vậy bị tiểu tháp hạ gục. Được. Diệp Bắc Minh tiến lên, khởi động đạo đài luân hồi, hấp thu làn xương máu kia. Trong khoảnh khắc, đạo đài luân hồi chuyển sang màu đỏ tươi. Tháp càn khôn chấn ngục dẫn theo Diệp Bắc Minh, trực tiếp xuyên phá hư không, đi, kẻ tiếp theo. Sau một lúc, một người một tháp đã xuất hiện trên bầu trời phía trên một lục địa băng giá. Uy áp vô tận đè xuống, hàng tỷ dặm của lục địa băng giá liền nổ tung. Một người đàn ông trung niên, một người phụ nữ mặc cung trang, khiếp sợ chạy ra từ dưới lớp băng, quần áo của cả hai đều xộc xệch, vừa nhìn liền biết đang làm chuyện không tốt đẹp gì. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh cùng tháp càn khôn chấn ngục, cả hai đều vô cùng kinh ngạc. Là mày, là thằng nhãi trước đó đã chạy thoát, mày vậy mà còn dám quay lại. Đúng là muốn chết, người phụ nữ hét lên. Sắc mặt người đàn ông trung niên bên cạnh thay đổi điên cuồng. Giận dữ giống lên, con khốn này câm mồm lại, không thấy đại nhân tháp chấn ngục đã lấy lại được sức mạnh rồi sao? Cái gì? Người phụ nữ mặc cung trang giật mình, ánh mắt rơi vào trên đầu Diệp Bắc Minh. Một tòa tháp cổ xưa lơ lửng, dòng khí hỗn độn cuồn cuộn không dứt. Tháp càn khôn chấn ngục chỉ phun ra một chữ gọn lỏn, giết. Xin đại nhân tháp chấn ngục hãy tha mạng, chúng tôi biết sai rồi, xin ngài giơ cao đánh khẽ, tôi sẵn sàng. Hai người sợ hãi đến mức tim gan gần như vỡ vụn, trực tiếp quỳ xuống mặt đất, vừa điên cuồng dập đầu, miệng vừa không ngừng xin tha. Uy áp giáng xuống. Hai chùm xương máu nở rộ. Nhóc con, tiếp tục dùng đạo đài luân hồi của cậu hấp thụ đi. Diệp Bắc Minh gật đầu, mở ra đạo đài luân hồi. Máu của vị đại năng thượng cổ lại hòa vào trong đạo đài luân hồi. Bia mộ của hàng trăm vị sư phụ bắt đầu rung lắc dữ dội, trên bề mặt xuất hiện một tầng ánh sáng mờ ảo. Diệp Bắc Minh kích động hô, tiểu tháp, bia mộ của các sư phụ có phản ứng rồi. Tháp càn khôn chấn ngục xé toạc hư không, chúng ta tiếp tục, giết. Bất Hủ Vấn Thiên một hơi xem đi xem lại cảnh tượng chiếu trên đá lưu ảnh hàng chục lần. Cuối cùng một phát bóp nát nó. Hắn lau sạch vết máu tràn ra từ khóe miệng, rời khỏi nơi mình ở, đi thẳng về hướng đại điện của Côn Ngô Mật Phi. Bất Hủ Sư Huynh, Huynh xuất quan rồi à? Bất Hủ Sư Huynh. Sao huynh lại có thời gian ra ngoài đi dạo rồi? Bất Hủ Sư Huynh, đã lâu không gặp, huynh đã tự mình đọc tên ta trong nghi thức nhập học của thần viện lần trước, huynh còn nhớ không? Bất Hủ Sư Huynh đẹp trai quá mà. Vô số đệ tử khi nhìn thấy Bất Hủ Vấn Thiên đều nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Đáng tiếc, Bất Hủ Vấn Thiên vẫn giữ nguyên biểu cảm hờ hững, trong mắt hằn lên tia máu mờ nhạt, một đường đi thẳng đến nơi ở của Côn Ngô Mật Phi. Mật Phi. Bất Hủ Vấn Thiên truyền âm tới cung điện trước mặt. Một lúc sau, một người phụ nữ mặc áo tím bước ra. Gương mặt xinh đẹp không tì vết. Vóc dáng hút mắt với đường cong lả lướt. Mỗi tấc da thịt đều ngập tràn ánh sáng thần thánh nhàn nhạt, nếu đặt ở nơi khác nhất định sẽ là cấp bậc nữ thần. Nhưng trong thần viện, cô ta lại chỉ có thể làm hầu nữ cho Côn Ngô Mật Phi. Công tử Bất Hủ, tiểu thư nói rằng thân thể người mệt mỏi, hiện đang nghỉ ngơi. Xin người hôm khác hãy tới, cô gái áo tím mỉm cười kính cẩn. Bất Hủ Vấn Thiên bá đạo đáp, người được tính là cái thá gì? Một ả hầu nữ cũng dám ngăn cản ta. Cút! Cô gái áo tím lập tức phun ra một ngụm máu, lăn ra ngoài rồi rơi xuống hồ, trông vô cùng nhếch nhác. Bất Hủ Vấn Thiên sải bước tiến lên, trực tiếp đi thẳng vào chỗ ở của Côn Ngô Mật Phi. Giữa lòng hồ tiên là một cung điện lợp ngói tráng men tráng lệ. Bất Hủ Vấn Thiên xuyên qua không trung. Đẩy ra cửa lớn, Mật Phi. Phía trên đại điện, Côn Ngô Mật Phi lười biếng liếc hắn ta một cái, anh có chuyện gì à? Thái độ không đếm xỉa thờ ơ này khiến trái tim Bất Hủ Vấn Thiên thắt lại,
trong mắt hắn đã răng đầy tia máu. Mật Phi, tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Em biết rõ tấm lòng của tôi mà. 1.8 tỷ năm, tôi đã đợi em suốt 1.8 tỷ năm đằng đẵng. Tại sao, em thà trao thân cho một tên run rế cũng không muốn nở một nụ cười với tôi? Gương mặt Côn Ngô Mật Phi tràn đầy mỉa mai, xem ra anh đều biết hết rồi. Có đẹp không? Em. Tim gan bất hủ Vấn Thiên run rẩy. Côn Ngô Mật Phi cười đầy trào phúng, tôi biết anh đặc biệt để lại một viên đá lưu ảnh, không phải là để giám sát tôi sao? Nếu đã như vậy, vậy tôi liền biến chuyện mà anh sợ hãi và lo lắng nhất xảy ra. Tại sao? Bất hủ Vấn Thiên gầm lên như dã thú. Toàn bộ đại điện rung chuyển dữ dội, như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Côn Ngô Mật Phi lạnh nhạt đáp, không có vì sao nào cả. Côn Ngô Mật Phi tôi không thích một cuộc sống bị người khác khống chế. Bất hủ Vấn Thiên đè giọng quát, là tôi không xứng với em sao? Côn Ngô Mật Phi lắc đầu, không, bất hủ Vấn Thiên anh rất ưu tú. Sắc mặt bất hủ Vấn Thiên ánh lên tia mừng rỡ, vội vàng hỏi, cho nên, em chỉ là đang giận hờn với tôi thôi phải không? Anh nghĩ nhiều quá rồi. Côn Ngô Mật Phi lắc đầu cười lạnh, tôi không thích anh, càng không thích bị mọi người trong thần viện gắn cho cái mác là người phụ nữ của bất hủ Vấn Thiên anh. Bây giờ cơ thể tôi đã trao cho một tên run rế rồi. Một thiên tài kiêu ngạo như anh còn muốn một người phụ nữ đã bị vấy bẩn qua sao? Em! Hai mắt bất hủ Vấn Thiên đỏ bừng, đạo tâm gần như muốn nổ tung, em thật là tàn nhẫn. Gã đàn ông đó là ai? Tôi phải giết chết hắn. Trái tim Côn Ngô Mật Phi run lên. Nhưng bề ngoài vẫn duy trì nét bình thản như cũ. Cô chỉ thản nhiên phun ra một câu, tôi nào biết là ai? Chỉ tiện tay tóm lấy một tên mà thôi. Tôi thậm chí còn không nhớ dáng vẻ của hắn, nếu anh muốn giết thì cứ làm thôi. Chết tiệt! Bất hủ Vấn Thiên nổi trận lôi đình, năm ngón tay thu lại. Bùm, 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 bùm. Tất cả đồ đạc trong đại điện đều bị thổi bay thành bột phấn. Côn Ngô Mật Phi, em đừng mơ tưởng tới việc thoát khỏi lòng bàn tay của tôi, cho dù em đã bị một tên run rế kia nhúng chàm, thì em vẫn là người phụ nữ mà bất hủ Vấn Thiên tôi công nhận. Nói đoạn hắn liền vào tới trước, bàn tay siết chặt cổ cô một cách tàn nhẫn. Khẽ dùng lực vặn lấy. Khuôn mặt xinh đẹp của Côn Ngô Mật Phi đỏ lửng nhưng trên môi lại nở nụ cười châm chọc, giết đi. Tùy tiện phất tay. Côn Ngô Mật Phi liền bay thẳng ra ngoài, miệng phun ra một ngụm máu. Vẻ mặt bất hủ Vấn Thiên vặn vẹo vô cùng, con khốn. Cô đừng hòng phá hỏng đạo tâm của tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu cô dám nói ra ngoài. Tôi bảo đảm toàn bộ gia tộc Côn Ngô sẽ không thấy ánh sáng mặt trời ngày mai. Anh! Côn Ngô Mật Phi ngẩn người. Cô cũng biết sợ rồi à? Trong mắt bất hủ Vấn Thiên mang theo sự điên cuồng, hắn muốn báo thù một cách điên khùng nhất, trong vòng một tháng, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Trong lòng tôi, cô đã không còn là người phụ nữ bất khả xâm phạm nữa rồi. Cô tốt nhất là nên thành thật kết hôn với tôi. Nếu không tôi cam đoan gia tộc Côn Ngô sẽ không thể chịu nổi cơn thịnh nộ của đế tộc bất hủ đâu. Dứt lời liền hậm hực phất tay áo, đóng sầm cửa lại và rời đi. Côn Ngô Mật Phi nằm trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia khoái chí đầy phản nghịch, kêu tôi ngoan ngoãn gả cho anh. Được thôi. Tôi đồng ý, nhưng tôi nhất định sẽ nói cho tất cả mọi người biết vào ngày cưới đó. Một tên kiến cỏ của nhà tù số 7 là người đàn ông của Côn Ngô Mật Phi tôi. Không ai có thể khống chế vận mệnh của tôi, kể cả cái chết. Sau khi bất hủ Vấn Thiên rời đi, trên đường trở về. Bất hủ sư huynh, chào huynh. Không ngừng có người chào hỏi hắn. Nam có nữ có. Đột nhiên, ánh mắt của hắn tối lại, nhìn thẳng vào một người phụ nữ có dung mạo hao hao Côn Ngô Mật Phi. Hắn dứt khoát tiến lên, trực tiếp ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô ta, hỏi. Cô thích tôi. A hát. Người phụ nữ bị sốc đến mức không nói nên lời, khuôn mặt xinh đẹp thoát cái đỏ tươi như trái đào, vô cùng mê người. Ngập ngừng gật đầu, thích thích. Được, đi theo tôi. Bất hủ Vấn Thiên không nói chẳng rằng liền kéo cô ta về thẳng tẩm cung của mình. Cô gái có chút khẩn trương, nhìn bất hủ Vấn Thiên với ánh mắt kỳ quái, bất hủ sư huynh. Huynh đưa ta tới đây làm gì? Cởi quần áo. Hả? Tôi kêu cô cởi quần áo, bất hủ Vấn Thiên giận dữ giống lên. Cô gái rụt rè cởi bỏ lớp cung trang ngoài cùng. Tiếp tục cởi. Cởi cho tôi. Cởi. Sau khi liên tiếp cởi bỏ mấy lớp quần áo rườm rà,
cô gái với đường nét khá giống Côn Ngô Mật Phi lúc này chẳng khác nào một miếng ngọc với làn da trắng muốt như mỡ đông. Khuôn mặt xinh đẹp ngượng ngùng của cô ta đỏ bừng, trong đôi mắt đẹp đong đầy sóng tình dịu dàng. Bất Hủ sư huynh, ta vẫn một thân trong trắng, xin hãy thương xót. Chỉ một câu nói xém chút đã làm Bất Hủ Vấn Thiên tức chết. Hắn không kìm chế được tâm tình mà giống giận, thương tiếc. Tôi thương tiếc cái quái gì, tự mình ngồi xuống cho tôi. 7 lần, Côn Ngô Mật Phi, thiếu một lần tôi liền giết chết cô. Cô gái ngơ ngác không hiểu. Côn Ngô Mật Phi, thì ra Bất Hủ công tử đang coi bản thân thành Côn Ngô Mật Phi. Cô gái cắn chặt đôi môi đỏ mọng, nước mắt thoáng chốc liền lăn dài đôi gò má, Bất Hủ sư huynh, ta không phải cô ấy. Là cô ấy, cô chính là cô ấy. Bất Hủ Vấn Thiên gần như hét lên, ngồi xuống cho tôi. Cô gái cảm thấy nhục nhã đến cực điểm, dứt khoát mặc lên quần áo vứt đầy dưới đất. Mẹ kiếp, ngay cả cô cũng coi thường tôi. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, Bất Hủ Vấn Thiên phẫn hận quét qua một trường, cô gái bỗng chốc hóa thành xương máu ngay tại chỗ. Lúc này, tại nhà tù số 7, Diệp Bắc Minh đã hấp thụ xong máu tươi của vị đại năng thượng cổ cuối cùng, tổng cộng 108 người. Tất cả đều bị tiểu tháp tìm ra. Dùng vũ lực đàn áp nhanh gọn. Toàn bộ xương máu đều bị đạo đài luân hồi hấp thu. Đạo đài luân hồi của hiện tại đã phát triển từ bán kính hơn 100 mét lên tới hơn 1.000 mét. Nó đã không còn hình dạng của một võ đài nữa mà càng giống một quảng trường hơn. Bia mộ của hàng trăm vị sư phụ xung quanh cũng hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi. Trên mỗi tấm bia mộ đều được bao phủ trong ánh sáng màu máu nồng đậm. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hỏi, nhóc con, cậu cảm thấy thế nào? Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng trọng, khẽ gật đầu, tôi cảm thấy bên trong cơ thể mình đang cuộn chảy sức mạnh vô cùng vô tận. Đặc biệt là khi đứng ở trên đạo đài luân hồi, như thể tôi là người thống trị của cả thế giới, cho dù bây giờ một mình tôi đối đầu với 10 tên đại năng thượng cổ cũng không thành vấn đề. Cho dù đụng phải người từ thế giới bên ngoài, với sự tăng cường của đạo đài luân hồi, tôi vẫn có thể sống mái một trận. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục gật đầu, nhóc con, đừng từ bỏ việc nuôi dưỡng đạo đài luân hồi. Tuy rằng thế giới mà chúng ta đang ở là một nhà tù, phép tắc cũng thấp hơn bên thế giới bên ngoài một hoặc thậm chí vài cấp. Nhưng chỉ có thế giới rác rưởi chứ không có phép tắc rác rưởi. Ngay cả khi đạo đài luân hồi rời khỏi nhà tù số 7 thì cũng là sự tồn tại độc nhất. Diệp Bắc Minh gật đầu, tôi hiểu rồi. Đi thôi Dung Phi, Nhã Phi, chúng ta về nhà. Khi Diệp Bắc Minh đang chuẩn bị lên đường trở lại đại lục hỗn độn thì hư không bỗng dao động một trận. Một vết nứt không gian xuất hiện, một bàn tay từ trong đó bay ra, ngăn cản trước người anh, Diệp Bắc Minh, chúng ta đã không còn thời gian nữa rồi. Ngươi phải rời khỏi nhà tù số 7 ngay bây giờ, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi cũng như của ta. Diệp Bắc Minh cau mày, ý của ngươi là gì? Vài ngày trước, khi đối mặt với mấy người lão đấu, đế thủ đã lựa chọn đứng một bên theo dõi trận chiến mà không hề ra tay giúp đỡ. Điều này khiến Diệp Bắc Minh cảm thấy rất khó chịu. Nếu không phải một tia chấp niệm của võ tổ còn níu giữ trong nghĩa địa hỗn độn, thì anh chắc chắn đã lành ít dữ nhiều rồi. Đế thủ khẽ hừ một tiếng, bổn đế biết ngươi đang nghĩ gì, nếu lúc đó bổn đế ra tay, ngươi nhất định sẽ chết càng nhanh hơn. Bổn đế khoanh tay đứng nhìn ngược lại còn cứu ngươi một mạng đó. Diệp Bắc Minh cười lạnh. Không có chút gì tin tưởng vào lời biện bạch muộn màng này. Thấy anh không tin, đế thủ cũng lười phải giải thích thêm, tin hay không tùy ngươi, vẫn là câu nói đó. Trong 6 ngày qua ngươi đã hấp thụ máu tươi của hơn 100 tên đại năng thượng cổ, bây giờ chỉ còn lại một ngày cuối cùng thôi. Tại sao? Diệp Bắc Minh nhíu mày, không lẽ một ngày sau ta sẽ chết sao? Ngươi đương nhiên sẽ không chết. Tuy nhiên, chủ nhân của đám người đến từ bên ngoài kia cũng là hậu duệ đế huyết đã ra lệnh, trong vòng 7 ngày nhất định phải tìm ra được tung tích của ta. Hôm nay đã là ngày thứ 6 rồi. Toàn bộ mấy chục tên tay sai của gã đều đã bị võ tổ tiêu diệt. Nếu là ngươi, vào ngày thứ 7, khi ngươi trở lại nơi này phát hiện ra thuộc hạ của mình đều đã chết, ngươi sẽ có phản ứng thế nào? Ngươi sẽ hành động ra sao? Nghe đến đây, sắc mặt của Diệp Bắc Minh thoát cái thay đổi. Nếu là ta, điều này chứng tỏ nhà tù số 7 đã xuất hiện sự tồn tại có thể uy hiếp tới thế giới bên ngoài. Để đảm bảo an toàn, ta sẽ trực tiếp hủy diệt toàn bộ nơi này. Đế thủ mỉm cười, thông minh lắm. Cho nên vào ngày cuối cùng này, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Diệp Bắc Minh rơi vào trầm tư. Cuối cùng, anh nhìn hướng Tiêu Dung Phi cùng Tiêu Nhã Phi,
các em bây giờ lập tức trở lại đại lục hỗn độn. Tiêu Dung Phi cùng Tiêu Nhã Phi quả quyết lắc đầu, vội nắm lấy tay Diệp Bắc Minh nói, anh Diệp, chúng em không thể rời xa anh. Cho dù có phải chết, em cũng muốn chết cùng anh. Các em, trong lòng Diệp Bắc Minh có chút cảm động. Hai đầu lông mày càng không thể giãn ra. Anh nhẫn nại phân tích quan hệ lợi hại trong đó cho hai người nghe, một khi rời khỏi thế giới này, tình hình bên ngoài vẫn chưa rõ, đây không phải là thứ anh có thể kiểm soát được. Rất có khả năng vừa bước chân ra ngoài liền phải bỏ mạng. Chúng em không sợ. Ánh mắt Tiêu Dung Phi vẫn kiên định không đổi. Tiêu Nhã Phi nói, chị không sợ, em cũng không sợ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lên tiếng, nhóc con, cứ mang hai người họ theo cùng đi. Tôi đã khôi phục sức mạnh thời đỉnh cao, hơn nữa còn dung hợp với chân thân trước đây, có thể đưa bọn họ vào trong Tháp Càn Khôn Trấn Ngục để tu võ. Diệp Bắc Minh nghe vậy thì hai mắt sáng rực. Đây quả là một ý hay. Chỉ cần đưa họ vào trong Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thì thực sự có thể bảo đảm an toàn cho hai người họ. Tiểu Tháp, chỉ một câu lệnh đã đem hai chị em vào trong Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Anh lập tức cùng đế thủ xuất phát đến hỗn độn giới, nhảy xuống sông Mạc Uyên, ngược dòng mà đi. Khi đến được cổng vào nhà tù số 7, một viên mẫu thạch hỗn độn lao vào bầu trời đầy sao, nơi đây dòng khí hỗn độn trôi nổi, cảnh tượng tráng lệ hào hùng, vô cùng ngoạn mục. Trời ạ, viên mẫu thạch hỗn độn lớn như vậy. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Không lẽ nó là mẫu thạch hỗn độn, diễn hóa thành toàn bộ thế giới? Đế thủ có chút nghi ngờ, Diệp Bắc Minh, nơi này có hơi thở còn sót lại của ngươi, đây không phải lần đầu tiên ngươi đến đây. Tại sao lại tỏ ra ngạc nhiên như vậy? Câu nói này khiến Diệp Bắc Minh như rơi vào trong sương mù. Đây quả thực là lần đầu tiên ta tới đây, sao thế? Trước đây ta từng tới qua à? Không thể nào, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Anh có thể khẳng định chắc chắn là lần đầu tiên mình đến đây. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ho khan hai tiếng, cảm thấy có chút xấu hổ. Tiểu Tháp, sao vậy? Chẳng lẽ tôi thực sự tới đây rồi à? Với sự giúp đỡ của võ tổ, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đã sớm lại được ký ức. Cho nên, đương nhiên cũng biết chuyện xảy ra giữa anh cùng Côn Ngô Mật Phi dưới chân mẫu thạch hỗn độn. Mặc dù không biết chi tiết cụ thể. Khụ khụ, tôi bẩm sinh lương thiện, không biết nói dối. Nhóc con, cậu quả thực đã từng tới đây, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nghiêm túc nói. Thi thoảng nói một lời nói dối thiện chí cũng không sai. Nhóc con, cậu vẫn nên tự mình nhớ lại đi. Diệp Bắc Minh cũng không xoắn suýt vấn đề này thêm. Có lẽ là đế thủ cảm giác sai rồi chăng? Ánh mắt anh tối sầm lại, chuẩn xác hướng tới phía hư không đang dao động kia. Anh có thể cảm giác được, bên kia lá chắn không gian này vẫn có thể cảm nhận được một hơi thở cực kỳ mênh mông, cuồn cuộn cuốn về phía mình. Đi thôi. Diệp Bắc Minh tiến bước. Trực tiếp xuyên thủng khoảng hư không phía trước. Sau vài giây, một cảm giác trọng lực cực kỳ mạnh mẽ đập xuống vai Diệp Bắc Minh, giống như sức nặng của 10 ngọn núi đè ép lên vậy. Tạo ra một dấu chân thật sâu. Trọng lực khủng bố quá. Diệp Bắc Minh giật mình. Lực hấp dẫn của nguyên thủy chân giới ít nhất cũng gấp trăm lần nhà tù số 7. Anh quét mắt liếc nhìn xung quanh một lượt. Bầu trời đỏ rực gay mắt, trong hư không có mấy chục sợi xiềng xích ngưng tụ từ phép tắc. Chúng buông thõng từ trên cao xuống, khóa chặt mẫu thạch hỗn độn trên mặt đất. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kích động, ha ha ha. Nhóc con, xem ra chúng ta đã ra ngoài rồi. Nơi đây chính là nguyên thủy chân giới sao? Hơi thở phép tắc quả nhiên vô cùng hoàn mỹ, tôi vừa tiến vào thế giới này liền cảm nhận được sự cộng hưởng từ vô số loại đại đạo, hơn nữa còn cực kỳ hoàn chỉnh. Cuối cùng cũng ra ngoài rồi, đế thủ hưng phấn tới run rẩy. Giây tiếp theo, phía sau mẫu thạch hỗn độn rung chấn kịch liệt. Chính là nhà tù số 7 nơi mấy người Diệp Bắc Minh vừa bước ra. Chuyện gì xảy ra thế? Diệp Bắc Minh ngẩn người, anh có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh hủy diệt từ trên mẫu thạch hỗn độn. Dường như nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đế thủ bình tĩnh giải thích, nhà tù số 7 là nơi bọn chúng xây dựng chuyên biệt để phong ấn thi thể của bổn đế. Trước khi nhà tù này được thành lập, đã có một đạo phép tắc. Chỉ cần bổn đế rời khỏi, nó sẽ lập tức sụp đổ cho tới khi bị phá hủy hoàn toàn. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Diệp Bắc Minh lập tức vặn vẹo. Ngọn lửa phẫn nộ ngập trời như thiêu rụi trái tim anh, tức đến mức cả khuôn mặt tái nhợt, mẹ kiếp. Sao ngươi không nói sớm? Giọng nói của đế thủ mang theo ý cười, nếu bổn đế nói, ngươi còn có thể đưa ta ra ngoài không? Mẹ kiếp!
Diệp Bắc Minh suýt chút hộc máu mà chết, anh căm hận gầm lên, bố mẹ cùng các sư tỷ, còn có nhóm hồng nhan tri kỷ của ta đều ở trong đó. Ngươi muốn hại chết tất cả bọn họ sao? Giọng điệu của đế thủ vẫn bình đạm như cũ, bố mẹ và phụ nữ đã là cái thá gì? Chỉ cần bổn đế khôi phục sức mạnh thì có thể cho ngươi càng nhiều thứ hơn. Con mẹ ngươi! Năm ngón tay anh vươn vào không khí, kiếm càn khôn chấn ngục lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Một kiếm điên cuồng chém xuống. Đinh, một tiếng thanh thúy, hai ngón tay của đế thủ nhẹ nhàng chụm lại kẹp chặt lấy kiếm càn khôn chấn ngục. Diệp Bắc Minh, ngươi dám ra tay với bổn đế, muốn chết à? Diệp Bắc Minh tức giận cực độ, ta thấy ngươi mới là muốn chết. Nếu bố mẹ ta chết, ngươi cũng đừng mơ sống nổi. Đạo đài luân hồi ra đây đi. Đạo đài luân hồi lập tức xuất hiện, bao phủ lên Diệp Bắc Minh cùng đế thủ. Đế thủ giật mình, Diệp Bắc Minh, ngươi làm thật đấy à? Diệp Bắc Minh phẫn nộ gầm lên, chết đi cho ta. Một con huyết long lao ra từ kiếm càn khôn chấn ngục, ngón trỏ của đế thủ vươn tới, huyết long lập tức phát nổ. Diệp Bắc Minh bổ nhào tới, kiếm càn khôn chấn ngục trong tay không ngừng chém xuống. Đế thủ nhấc lên, đinh, một tiếng, kiếm càn khôn chấn ngục bắn ngược ra ngoài. Năm ngón tay nó móc lại, trực tiếp đâm thủng ngực Diệp Bắc Minh. Một phát túm lấy trái tim anh, Diệp Bắc Minh, ngươi đừng ép ta. Cút! Diệp Bắc Minh vô cùng tức giận. Muốn chết! Đế thủ lạnh lùng quát, uy nghiêm của đại đế không thể bị xâm phạm. Răng rắc, một tiếng giòn vang lên, trái tim Diệp Bắc Minh nổ tung tại chỗ. Một chưởng vỗ xuống. Anh liền hóa thành một đám sương mù đẫm máu. Đạo đài luân hồi, nghịch chuyển thời không. Trong xương máu vang lên một giọng nói, thân thể của Diệp Bắc Minh trong nháy mắt khôi phục lại, huyết long, lên. Một con huyết long khổng lồ lao đến, chiếm giữ toàn bộ đạo đài luân hồi, hung hăng đè ép về phía đế thủ. Đế thủ giận dữ gào lên, Diệp Bắc Minh, ngươi to gan lắm, ngươi thực sự tưởng rằng bổn đế không dám giết ngươi sao? Giết đi, con mẹ ngươi, thứ lòng muông dạ thú như ngươi ông đây cho dù phải chết cũng phải kéo ngươi theo làm đệm lưng, ánh mắt Diệp Bắc Minh đỏ ngầu. Anh cố gắng bước trên con đường này chính là vì bố mẹ, sư tỷ cùng nhóm hồng nhan. Nhưng hôm nay, đế thủ lại nói với anh rằng, nhà tù số 7 sắp biến mất rồi. Chết tiệt! Cho dù ngươi từng là đại đế, ngươi cũng là thứ đáng chết. Giết, 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 tiểu tháp, giết cho tôi. Diệp Bắc Minh thật sự lâm vào cuồng dại. Tháp càn khôn chấn ngục lao ra từ trong lòng anh, hóa thành một tòa bảo tháp chí cao vô thượng, nghiền ép về phía đế thủ. Đế thủ cuối cùng cũng kiên trì không nổi, bề mặt chẳng mấy chốc xuất hiện một vết thương rồi bắn ra ngoài. Làm sao có thể? Đế thủ kinh hãi, nó có nằm mơ cùng không ngờ tới tòa tháp này lại có thể làm tổn thương tới mình. Tiểu tháp, làm tốt lắm, đập nát nó cho tôi, Diệp Bắc Minh đỏ mắt gầm lên. Được. Tháp càn khôn chấn ngục đáp một tiếng rồi điên cuồng nện xuống, sau hàng chục đòn công kích, đế thủ sớm đã thương tích đầy mình. Máu chảy tí tách. Đạo đài luân hồi run rẩy điên cuồng. Sau khi hấp thụ đế huyết, đạo đài luân hồi càng trở nên khát máu, uy lực cũng tăng vọt. Diệp Bắc Minh, đừng đánh nữa. Có người tới rồi, hậu duệ của đế huyết tới rồi, đế thủ bê bết bụi bẩn cùng vệt máu, giọng nói khản đặc gào lên, nếu chúng ta bị chặn ở đây, ai cũng đừng mong sống tiếp. Diệp Bắc Minh phun ra một câu đầy tính quốc túy, con mẹ ngươi. Ngươi chết ở đây là đáng đời. Ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ đến việc sống sót nữa, chết tiệt. Đế thủ cuối cùng cũng biết Diệp Bắc Minh không phải đang nói đùa. Thằng nhóc này điên rồi à? Không phải chỉ là bố mẹ với phụ nữ thôi sao? Quan trọng đến vậy không? Nghĩ bụng là vậy nhưng đế thủ vội vàng đổi lời, Diệp Bắc Minh, ngươi chớ manh động. Nhà tù số 7 sẽ không lập tức sụp đổ đâu, ít nhất vẫn còn một ngày nữa. Một ngày thì có tác dụng gì? Diệp Bắc Minh tức giận đến mức toàn thân run rẩy, thứ đáng chết nhà ngươi. Chết theo bố mẹ ta đi. Cho dù anh xông trở lại nhà tù số 7 ngay bây giờ thì cũng không bao giờ có thể đuổi kịp tới đại lục hỗn độn, đưa bố mẹ cùng những người khác rời đi trong vòng một ngày. Đế thủ cấp tốc rút lui, nhưng đáng tiếc nó lại bị vây giữ trong lĩnh vực luân hồi, căn bản không thể trốn thoát. Bổn đế có thể lưu lại một trận pháp cấp đế, tạm thời ổn định nhà tù số 7 trong một năm không sụp đổ. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thời gian một năm, đế thủ hét lớn. Diệp Bắc Minh rốt cục cũng dừng lại. Một năm đủ để anh đưa bố mẹ ra ngoài rồi. Vậy ngươi còn lề mề cái gì nữa? Nhanh lên! Diệp Bắc Minh dứt khoát thu hồi lại đạo đài luân hồi.
Đế thủ trực tiếp bay tới, nó nặn ra vài giọt tinh huyết, một hơi viết lên không trung hàng trăm dòng chữ kim khoa. Hư không dung chuyển, trong nháy mắt hình thành một trận pháp. Phù văn cấp đế lóe lên, bao trùm lấy mẫu thạch hỗn độn, tạm thời ngăn chặn sự sụp đổ của nhà tù số 7. Diệp Bắc Minh hét lớn, đi, theo ta đi vào, cứu bố mẹ và những người khác ra ngoài. Đế thủ đáp, nhà tù số 7 đã bị phong ấn, muốn đi vào phải phá giải được phong ấn đó. Đồ khốn kiếp! Bả vai Diệp Bắc Minh run lên vì tức giận, sao ngươi không sớm nói cho ta biết? Ngươi đâu có hỏi! Ngươi đáng chết! Diệp Bắc Minh lại muốn ra tay. Đế thủ gấp rút lui ra xa, quát lớn, Diệp Bắc Minh, chỉ cần trong vòng một năm ngươi nâng cao được thực lực, tự nhiên có thể trở về cứu bố mẹ mình ra. Hơn nữa hậu duệ của đế huyết sắp tới thật rồi. Nếu chúng ta bị bắt, tất cả đều phải chết. Cùng lúc đó, một bóng đen to lớn xuất hiện ở cuối đường chân trời. Chỉ sau vài nhịp thở, toàn bộ vòng trời đã bị phủ kín. Vô số người đứng trên không trung nhìn xuống, đôi mắt ai nấy đều ghim chặt lên mẫu thạch hỗn độn nơi có nhà tù số 7, nhà tù số 7 bị phá rồi. Đế thi trốn thoát ra ngoài rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 123.